Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì lại lên nha bác, một số mã hàng em đang phân phối nhá, quay trực tiếp báo giá luôn. Đấy, hôm nay thì một cái mã hàng cực kỳ hot này. Đó, rất nhiều bác hỏi thì hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó, bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp giòn cao su. Đấy, giòn cao su 200 cái này, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để cho bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy, 200 chi tiết nhá. Cái giòn này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này, đấy, cần rất cần những cái giòn này để các bác thay thế này. Đấy, nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy, rất là ok. Mà cái giòn này rất là dai nhá. Đấy, nó không phải những dạng giòn thường. Đây giòn có nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Giòn cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Cái mã này cực kỳ hot luôn. Đấy thì em các bác nào chưa mua được thì chốt đơn, nhanh tay vào việc đặt luôn giúp em nhé. Đấy, số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên video. Các bác cứ gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại em đang để trên hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên nhá, 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship, miễn phí vận chuyển cho bác luôn, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nhá. Đó, hộp giòn cao su 200 chi tiết 40.000 một hộp thôi. Giá rất hạt rẻ phải chăng mà dùng cực kỳ ok. Hàng số lượng có hạn nhá. Đấy nên các bác nhanh tay chốt nhanh, gọi điện chốt đơn luôn cho em coi nhá. Rồi lên nhanh bác, một số mã hàng cũng bữa trước đang hết hàng, hôm nay hàng tiếp tục về. Đó là cái kính lúp có đèn báo này thì hôm nay hàng nó cũng lại về tiếp tục luôn này. Đấy, và hàng nó cũng về cùng với cái lô này luôn. Thì em quay luôn bác luôn. Đó thì em cũng cái này em quay nhanh thôi. Đấy, giá của nó thì bên em vẫn giữ cho bác cái giá tốt nhất là 50.000 một chiếc nhá. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái kính lúp có đèn trợ sáng nhá. Đấy, sản phẩm này là có đèn trợ sáng. Size của nó sẽ là 45 x 22 mm này, 3 x 75 mm các bác nhá. Đó. Kính lúp có đèn trợ sáng, giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Cái này thì quay nhiều thôi, quay nhanh quay lướt bác thôi. Đây, nó sẽ có một kính to, một kính nhỏ này. Ngoài ra thì đây là cái nút bấm để các bác bật đèn. Về thì các bác muốn sáng đèn thì các bác lắp pin vào giúp em nhá. Đấy, các bác mở cái nắp này ra, lắp cho em 3 viên pin vào là các bác xài thôi. Đấy, lắp 3 viên pin vào là các bác xài. Hàng bên em bán thì chỉ nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Thì về các bác tự mua pin các bác lắp vào nhá. Bên em không bán kèm pin. Giá trên là chỉ có bao gồm nguyên kính không, không kèm pin nhá. Nhắc lại với các bác một lần nữa là không có kèm pin, chỉ có nguyên kính thôi là 50.000. Đấy, kính lúp có đèn trợ sáng nhá, 50.000 một chiếc. Đó, quay nhanh. Rồi, qua luôn cái mã tiếp theo. Đấy, cũng là cái mã đang bán cũng hết hàng này. Đấy thì đó là cái ổ điện hẹn giờ. Đấy, em báo giá luôn. Cái ổ này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50.000 một chiếc, cũng bình ổn giá bác luôn. 50.000 cho một chiếc ổ điện hẹn giờ này. Nó rất là thông minh nhá. Con này nó chịu tải được lên đến là 500W các nhá. Đấy, chịu tải lên đến giúp em là 500W. Và các bác về sử dụng thì các bác chỉ việc là cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong nguồn 220 này. Cái phần còn lại các bác muốn hẹn giờ cái thiết bị gì thì các bác cắm vào cái thiết bị đấy và các bác bấm cho nút hẹn giờ. Nó hẹn giờ sẽ là 4 tiếng, 8 tiếng và 12 tiếng nhá, ba chức năng. Đó thì giá mình em đang gửi bác là 50.000. Đấy, về các bác chỉ việc cắm vào. Đấy, cắm vào đây là các bác xài thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân nhá. 50.000. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái ổ điện hẹn giờ. Đấy, hẹn giờ được 12 tiếng này, 8 tiếng, 4 tiếng này. Đó, một chiếc ổ điện rất thông minh. Các bác ví dụ như các bác sạc điện bình ắc quy này, rồi là các bác sạc nọ sạc kia, rồi là những cái thiết bị bóng đèn chiếu sáng, rồi những cái thiết bị các bác chỉ cho nó chạy trong vòng bằng đấy tiếng thôi thì các bác cứ bấm sử dụng cho em là xong. Đó, 12 tiếng, 8 tiếng, 4 tiếng này. 50.000 một cái nhá. Đấy, chịu được tải công suất là 500W nhá. Hàng xịn, hạng loại 1 nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, cái này em bán rất là nhiều. Đấy, và hàng cũng số lượng ít không nhiều. Đấy, những cái mã hàng này em quay nhanh bác thôi. Vì bây giờ cũng quay nhiều rồi thì em quay lướt luôn. Đấy, rồi tiếp theo thì lại tiếp tục về cái mã đó là cái vỉ pin Sony, cũng rất nhiều bác hỏi này nhưng đang bán hết hàng. Hôm nay hàng cũng lại tiếp tục về luôn. Đó, cái mã vỉ pin Sony
mã của nó CR2032 thì các bác cứ lên mã giúp em, sẽ là cái vỉ pin Sony 3V nhá. Đấy, vỉ pin Sony 3V, hàng rất chất lượng luôn nhá, không nhá. Đấy. Made in Japan đây này. Đấy, Osaka, Japan, rất chất lượng luôn. Hàng của thương hiệu Sony nhá. Cái pin này rất là cần, các bác ví dụ như là lắp vào cho chìa khóa này, đặc biệt là những cái chìa khóa xe máy bây giờ remote các thứ nó hay dùng pin này. Rồi những cái thiết bị thứ giờ nó rất hay dùng cái pin CR2032 này. Đấy, là rất nhiều thiết bị nó dùng cái pin này nên là các bác mua về lắp thay thế rất ok. Đấy, vì pin Sony nhá. CR2032 công suất 3V. Đấy, hàng của Sony rất xịn sò, ok. Một vỉ bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20k các bác nhá. Lên mã em sẽ là vỉ pin Sony. Một vỉ này sẽ gồm có 5 viên, 2 4 5 viên nhá. Đấy. 5 viên này với mức giá chỉ có 20.000 thôi. Giá rất hạt rẻ và bình dân cho bác luôn. Đó, về các bác xài sử dụng nhá. Bên em bán là một lúc là một vỉ 5 viên luôn, không bán lẻ nhá, không bán lẻ một viên. Đấy, mua giúp em là mua cùng một lúc là một vỉ đây luôn. Là 20.000 vì giá là rẻ lắm rồi. Bán cho bác là bán cả vỉ luôn, về các bác xài dần. Đấy, để nó có hỏng hóc cho nó hỏng hóc gì đâu mà, nên các bác cứ mua về. Đấy, mình cứ bảo quản nơi khô ráo thoáng mát là thoải mái rồi, không vấn đề gì đâu nhá. 20.000 một vỉ pin Sony này, 5 viên luôn. Đấy, chỉ có 20.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân và rất là cần các bác nhá. Tiếp theo thì ở đây cũng là một cái mã hàng cũng rất là hot bên em và bán cực kỳ chạy, đó là cái mã cổ dê nhá. Các bác cứ lên mã thì em sẽ là cổ dê. Nhưng mà cái đợt này thì em nói luôn là hàng đợt này bên em cái mã cổ dê nó về là nó không có hộp nhựa. Đấy, trước em bán là một cái hộp cổ dê 26 chi tiết ấy thì là 40.000, nhưng mà đợt này nó không có hộp ạ, nó không hộp, nó chỉ có cổ dê không thôi. Đấy thì các bác mua tạm giúp em nhá. Thực ra thì nó không chả cần cái hộp đâu. Đấy. Mình mua về mình cứ để vào thì lúc nào mình dùng là mình lấy cái đấy mà. Đấy, nó cũng tiện không mà. Hộp thì nói chung là nó cũng hình thức thôi, chứ còn quan trọng là cái chất lượng của sản phẩm này. Hàng bên em cũng là hàng loại 1 luôn, các bác nhìn này. Đấy, hàng rất dày. Đấy, nó không những dòng mà các bác mua thị trường. Hàng rất mỏng manh. Đấy, hàng rất mỏng manh như bên em này, các bác nhìn này. Đấy, cái thứ thép nó rất là dày luôn. Đấy, hàng dày, hàng loại 1 nhá. Đấy. Và bên em sẽ bán theo cân ký nhá. Hàng này thì bán theo cân ký. Thì bên em cũng có trộn chạo to nhỏ lẫn lộn cho bác luôn. Đấy, thì sẽ bán theo hình thức là nửa ký một nhá. Đấy, nửa ký một là 40.000. Đây em sẽ cân cho bác nửa ký một đây này. Cân cho bác nửa ký nhá. Đó, đây. Nửa ký cũng nhiều phết đấy các bạn. Đó, đây ví dụ như chỗ này nửa ký này. Nửa ký là cũng thoải mái cho bác xài. Đây em đếm cho bác luôn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 con. Đấy, một nửa ký là 30 con luôn. Trước là các bác mua là một cái hộp đấy là 40.000, là nó chỉ có 26 cái thôi. Cũng to nhỏ lẫn lộn luôn. Đấy, nhưng mà nó lại có cái được cái hộp, nhưng mà cái này là nó bớt được cái hộp đi nhưng mà nó lại được nhiều lên. Đấy, bớt được cái hộp đi nên là được nhiều lên nhá. Thì là nửa ký này thì là 40.000. Đấy, thì là được khoảng tầm cứ áng áng khoảng tầm trên dưới 30 con nhá. Thì bên em cứ theo tính theo cân thôi chứ không tính theo cái nhá. Cái thì em đếm mẫu nó thôi. Chứ còn nó cứ rơi khoảng tầm 30 cái nhá. Đấy, rơi khoảng tầm 30 cái. Nó cũng là khoảng thoải mái nhiều rồi. Và cái mức giá thì cũng rất là tốt rồi. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cổ dê. Đấy, cổ dê hàng cân ký nhá. Đấy, cổ dê hàng cân ký này. Hàng cân ký. Giá thì sẽ là 0,5 kg. Đấy, tức là nửa cân nhá, nửa ký đấy, nửa ký. Giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, thì các bác nào muốn lấy thì bên em lấy nhiều thì bên em cứ tính tiền lên thôi. Đấy, một ký thì là 80.000, còn cứ bán bắt đầu cho bác là từ nửa ký một nhá, không mua lẻ một lạng, hai lạng đâu nhá. Đấy, bán một lúc là nửa ký luôn là 40.000 luôn nhá. Đó, cổ dê cân ký. Hàng thì bên em cứ trộn chạo lẫn lộn bác luôn, to nhỏ các cỡ có đủ cả cho bác về xài luôn nhá. Hàng là hàng loại 1, hàng loại dày chứ các bác nhá, chứ không phải hàng loại mỏng đâu các bác nhìn này. Đấy, hàng loại dày luôn, hàng loại mỏng đâu. Đó. 40.000 các bác nhá, 40.000 một cái một nửa ký cổ dê nha. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng xả kho mã luôn. Đấy. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi hot rác nhá, bộ chổi hot rác. Về các bác sử dụng này. Đấy, bộ chổi hot rác này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi bữa trước đang bán bác là 180.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn, 120.000 một bộ thôi. Đấy, khi mà các bác mua thì sẽ gồm có là một chổi các bác nhá. Một chổi và cộng với lại một hot rác luôn. Đấy, các bác mua một mà được hai luôn. Đấy, mua một được hai. 120.000 một bộ này các bác nhá. Bộ chổi hot rác các bác nhá. Đó thì sẽ bao gồm là cho bác là một cái cán chổi này.
Đấy, em hướng dẫn các bác lắp luôn nhé, hướng dẫn các bác lắp luôn này. Đó thì về các bác lấy cho em cái đầu chổi ra. Đấy, đầu chổi dạng lông cước nhá. Các bác quẹt quét cực kỳ sạch, và những cái dạng lông cước này các bác dùng nó rất là bền, không lo nó bị hao mòn hay là nó bị rụng xiếc như những dòng chổi đót hay có thứ gì. Đấy, các bác sử dụng cắt trong nhà, ngoài sân, ngoài ngõ hết luôn. Đấy, rồi ví dụ như là sân sướng nhà cửa nó bị nước nôi ướt át, các bác quét thoải mái, không lo như những cái dòng chổi đót hay chổi thường hồi xưa. Đấy, nó là dòng chổi nhựa nên là các bác dùng cho mọi hoàn cảnh, mọi mặt trận luôn. Đấy, chiến hết luôn rồi nhá. Đó thì về các bác cứ lắp vào cho em thôi. Đấy, nó có những cái khớp nối dạng gen xoáy này. Đấy, các bác cứ khớp vào cho em. Đấy, khớp vào là ok thôi. Nó dễ xài mà, dễ xài, dễ sử dụng lắm các. Đấy, về cứ khớp vào là xong. Đấy, sau khi mà khớp được hai cái thanh này rồi thì bắt đầu là các bác lại khớp cho em cái phần chổi vào này. Đấy, khớp cái phần chổi này vào. Đó, rồi. Sau khi khớp cái phần chổi vào thì các bác lại khớp cho em cái phần hot jack vào này. Đấy, các bác lấy cho em cái hot jack, các bác khớp nó vào. Dễ lắp không mà các bạn. Đấy, các bác mở trên con này ra này. Đó, sau đó các bác khớp nó vào nhá. Chỉ việc xoáy vào thôi. Cái này toàn bộ gen xoáy mà, cái này chị em cũng lắp được luôn. Dễ dàng lắp cực kỳ luôn. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác lắp cái chỗ này nhá, thì cái phần hot jack này. Đấy, cái phần hot jack thì nó sẽ có một cái đầu cài này. Thì các bác nhìn cái tay cầm ấy mà nó có cái lỗ ấy là các bác khớp vào cho em. Đấy, các bác khớp vào cho em. Đây, các bác ấn nó khớp vào này. Đó, nó sẽ khớp vào nhá. Đấy, khớp vào này. Đó thì nó sẽ tạo thành cái tay cầm, cái đầu của tay cầm. Và cái còn lại thì đương nhiên là các bác lắp vào cái còn lại rồi. Đấy, cái còn lại thì sẽ lắp vào cái chổi. Thì đây cái hình chữ L này, các lắp vào cái chổi chưa? Đấy, nó là gen xoáy, các bác xoáy vào. Đấy, và lúc nào mà các bác dùng xong là các bác lại cài nó vào nha. Cài nó vào nha chị em. Đó, có thế thôi, dễ dùng không mà. Xin lỗi các bác nhá, em mẹ vừa nhầm một chút. Thì đây, cái phần thẳng này thì nó sẽ là vào cái phần chổi nhá. Đấy, vào cái phần chổi. Còn cái phần mà chữ T, chữ L này, đấy, chữ L này thì nó sẽ khớp vào cái hot jack nhá, để khi mà các bác muốn gập nó vào. Đấy, muốn gập nó vào như này. Đấy, muốn cài vào nhà thì các bác để nó vào đây. Đấy, và các bác khớp nó sẽ vào ngon hơn. Đấy, chứ làm kiểu kia là nó bị ngược quá nhá. Đấy, nó sẽ khớp vào như này. Đó, nó sẽ thành một bộ nhá. Đây là coi như này, em sẽ quay tổng thể các bác luôn này. Đấy, thì khi mà các bác lắp vào thì nó sẽ như này. Đấy, nó sẽ thành một bộ là vừa chổi vót rác luôn. Và lúc nào các bác không dùng nữa thì các bác gập nó lên như này. Đấy, nó rất là gọn nhá. Mình có thể để trong những cái phần ngóc ngách nhẹ nhẹ này. Đấy, nó rất là gọn gàng, ok luôn này. Đấy, lúc nào dùng xong là bình thường là các bác dùng là các bác cứ phải đi lấy chổi vót rác, là cứ phải tìm mỗi chỗ vứt một cái như đây, là các bác cứ cầm đi. Đấy, là nó sẽ hai cái nó lúc nào nó dính với nhau luôn, mình đỡ phải đi tìm. Lúc nào mà dùng cái mình mở ra. Đấy, lấy cái chổi ra. Đấy, các bác quét cho em rác vào đây. Đấy, và các bác chỉ việc là dắt nó vào đây cho, dắt vào đây. Đó, các bác dắt vào đây và các bác gập cái này lên. Đó, có thế thôi. Đấy, và các bác lại bỏ vào, gọn gàng, ok luôn. Thì đây, em lại quay bác lần nữa nhá. Cái này thì quay nó hơi kỹ một chút vì cái hàng nó lắp đặt nên là em quay kỹ một chút để về các bác nào không biết các bác nhìn nhá. Đó, thì đây, tổng thể nó đây. Đó, thì cái phần thẳng này nó sẽ vào cái chổi này. Đấy, còn cái phần chữ T, cái đầu cán chữ T, chữ L kìa, thì nó sẽ vào cái hot jack này. Đấy, thì em vừa quay gập vào cho bác rồi. Đấy, và cái con chổi này là nó có thể là gập vào như này này. Đấy, nó có thể gập vào như này này, để các bác khua vào những cái chỗ gầm. Đấy, khua vào chỗ gầm các bác kêu rác ra nhá. Đấy, kêu rác ra. Đấy, rồi là ví dụ như là mình muốn dùng thì mình bẻ thẳng ra như này. Đấy, bẻ thẳng này để các bác quét. Đó, quét, chổi quét sạch lắm, dùng ok lắm ạ. Đấy, bán cực kỳ nhiều mà dùng rất là hay. Có thì đây, chọn một bộ nha. Chọn một bộ cả chổi và hot jack luôn thì giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000 thôi. Giá này đang được giảm giá rất tốt quá nhá. Đó thì là 120.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi kèm hot jack nhá. Là 120k. Về các bác xài sử dụng gia đình này, mình quét có cá đến lúc có cá nó có cặp có đôi với nhau luôn, nó dùng rất là tiện nhá. Để đỡ phải đi tìm. Đó, rất ok, chắc chắn, tiện dụng, dễ sử dụng nhá. Dùng gia đình là hợp lý cực kỳ rồi. Rồi tiếp theo thì em lên cho bác luôn, đó là cái lô sản phẩm sử dụng gia đình này. Đấy. Đó là cái dòng khăn mặt Hàn Quốc này, lên mã em sẽ là cái lố khăn mặt Hàn Quốc nhá. Lố này thì bên em sẽ bán cả lố một luôn là 50.000 một lố nhá, 50.000 một lố thôi. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái khăn mặt Hàn Quốc. Một lố này là 10 cái, một lố là 10 cái nhá. 10 cái khăn mặt. 10 khăn mặt, giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Đấy, bán một lúc là một lố luôn. Tính ra vào có 5.000 một cái, các bác dùng. Nếu mà các bác nào mà dùng cứ bình thường ấy, là theo khuyến cáo của giới y tế thì là các bác cứ nên thay khăn mặt khoảng tầm 3 tháng một lần. Đấy, cho nó đảm bảo vệ sinh. Đấy, thì các bác mua những cái dòng nhà thì về các bác thay tháo rất là chất lượng luôn. Mình cứ dùng khoảng tầm 3 tháng mình thay một lần cho.
Đấy, một cái túi này các bác dùng cả năm mà cứ 3 tháng một lần các bác thay thì không thể hết được. Đấy, mà có 50 ngàn thôi, dùng vừa sạch sẽ ok. Đấy, mình thay xong cái mình có thể bỏ đi hoặc là mình tận dụng khăn đấy mình lau bàn lau bếp cũng ok luôn. Đấy, quá tuyệt vời. Khăn này rất là to, đẹp, chắc chắn. Đây, lấy bác con cái luôn. Khăn to đẹp lắm. Khăn này của nó là khăn khăn này chiều dài nó khoảng tầm 40 nhá, 40 nhân 20 đấy. Khăn to đẹp lắm. Mà dạng này của nó dạng bông mịn này, nó không như những cái dòng bông cứng bình thường các bác xài nhà đâu. Cái dòng này các bác dùng sử dụng nó rất là sát mặt nhá. Nhưng dòng này các bác rửa mặt rất êm ái ok. Đấy, nó dạng may này, may khâu không viền luôn nên các bác dùng rất là bền. Đó. Rồi, một cái bịch khăn mặt này là 10 cái nhá, 10 cái, hàng của Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là đi 50 ngàn một lỗ thôi các nhá, chỉ có 50 ngàn một lỗ thôi. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Về xài cả 5 giờ luôn. Cứ theo đúng chỉ tiêu là cứ khoảng tầm 3 tháng mình thay cái cho nó sạch sẽ ok. Đó, vừa đỡ vi khuẩn. Cái khăn mặt này các bác để lâu nhiều vi khuẩn vi trùng lắm nên các bác cứ thường xuyên thay cho sạch sẽ nhá. 10 cái khăn mặt của Hàn Quốc nhá, 50 ngàn thôi. Giá rất là rẻ bình dân. Tiếp theo thì là cái khăn tắm này. Đấy, bắt đầu vào đặc biệt là vào những cái mùa đông nhà này. Đấy, và những cái thời tiết tối miền Nam miền Bắc đều bắt đầu đến những cái mùa lạnh. Đấy, rất là cần. Mỗi lần mình tắm xong có cái mình lau người lau ngậm cho nó khô ráo, đỡ lạnh lẽo này. Thứ hai là nó khô ráo. Rồi ví dụ như làm các bác nói chung là nên có một cái nhá. Khăn tắm này thì rất to rồi. Khăn tắm bên em bán cực kỳ nhiều khăn to lắm. Đây có nhìn này. To dã man luôn. Khăn này các bác choàng người thoải mái luôn. Một cái khăn này thì kích thước của nó sẽ là 1m4 nhá. 1m4 nhân với lại 70, hàng cũng của Hàn Quốc luôn. 1m4 x 70, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Kích thước là 1m4 nhân với lại 70. Giá bên em đang gửi bác giá chỉ có 40 ngàn thôi. 40 ngàn cho một chiếc khăn tắm như này. 40 ngàn thôi nhá, 40 ngàn. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác xài, các bác sử dụng này. Đấy, tắm táp xong có cái mình lau người lau ngậm cho khô ráo ok nhá. 40k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Kích thước to đấy, hàng loại to nhá, hàng loại to lại dày 1m4 x 70 nhá. Hàng cũng là hàng dạng hàng bông mịn nhá. Đấy, hàng bông mịn, bông thấm hút nước tốt này, không lo bị xây xước da các thứ nhá. Ok luôn. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái mã thảm lau chân này. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là thảm lau chân nhá. Thảm lau chân này thì là kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái thảm lau chân. Đấy, thảm lau chân 40 nhân với lại 60. Giá nó thì em báo luôn 40.000 một cái thôi, chỉ 40.000. Thảm lau chân hàng loại 1 cực kỳ xịn sò ok. Đấy, hàng loại 1 có phần dưới là cái lớp cao su này, chống trượt trượt này, phần trên thì nó tẩm một cái lớp bông nỉ này. Các bác xài cực kỳ thấm hút nước rất tốt luôn. Họa tiết hoa văn nhìn trẻ trung đẹp, sáng sủa đấy các bác, để gia đình nhà mình rất ok luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác sử dụng các bác cứ giải cho em, giải trước cửa ra dần vào. Đấy, mình rũ chân rũ chiếc nó đỡ cát này rồi cho nó khô ráo ok luôn nhá. Đấy, hàng này chống trơn trượt nên yên tâm dùng thích cực kỳ. Đấy, mặt kính mặt đá hoa các bác giải cho em không lo trơn trượt nhá, sạch sẽ ok luôn. Vào nhìn cái căn nhà nhìn nó sang trọng, nhìn nó lịch sự nhá. Chỉ có 40 ngàn một cái thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, về xài sử dụng cho em. Đây, hàng loại một có nhìn này. Đấy, rất là dày xịn ok nhá. 40k một cái, cứ lên mã cho em sẽ là cái thảm lau chân nhá. Kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá, giá hạt rẻ bình dân. Hãy thay những cái dòng thảm truyền thống đi. Con này các bác nếu mà nó bẩn các bác mua lôi ra các bác xịt qua nhà lượt cái sạch bong luôn. Đấy, nó hút nước tốt, nhưng thấm hút nước tốt nhưng mà khi mà các bác xịt rửa rất là dễ dàng vệ sinh nhá. Đó, 40k một cái. Một cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái bào gỗ này, em báo giá luôn 60.000 một cái bào gỗ này nhá, 60.000 một cái. Cái này thì dành cho các bác chuyên dùng, cho các bác sử dụng thợ gỗ được kia các thứ này, rồi là các bác xài gia đình. Đấy, các bác cần bào những cái gỗ cho nó mượt mà, cho nó đẹp, cho nó trơn tru, các bác dùng cho em cái bào này các bác bào. Đấy, thì việc các bác đẩy các bác bào như này. Đấy, nó có thể chỉnh được lưỡi này. Đấy, các bác xoáy con ốc vào cho em là xong. Đấy, có thế thôi, nó rất là về rất là dễ xài. Thiết kế tay cầm cái này nó bằng thép nguyên khối luôn này, chắc chắn cực kỳ luôn. Đó, về các bác xài cái này, con này nó có sẵn lưỡi đều con nhá, có sẵn lưỡi về các bác chỉ việc xài thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ bào gỗ nhá, dụng cụ bào gỗ 60.000 một cái dụng cụ bào gỗ nha. Đấy, 60.000 một cái, bào khá là sắc đấy. Về các bác chuyên dùng để bào gỗ này, 60k bào gỗ góc gỗ thứ rồi dùng rất ok. Đấy, các bác cùng xem về sản phẩm này. Có thể điều chỉnh độ sâu của lưỡi dao, nhỏ gọn, tay cầm thoải mái, lưỡi thép tốc độ cao sắc nét và bền, cho dù đó là gỗ tròn hay vuông, góc chăm phát ôm cột đều rất tốt.
Xưa nay bảo toàn là bằng gỗ, bây giờ là toàn bộ kim loại. Điều chỉnh đúng là có thể điều chỉnh độ sâu của lưỡi dao, nhỏ gọn, tay cầm thoải mái, lưỡi thép tốc độ cao sắc nét và bền. Đấy, có thấy không, bào rất là ngọt ngào nhá. Đấy, về các bác dùng để bào gỗ các thứ này dùng ok, chuyên dùng cho anh em thợ thiền làm gỗ nhá. 60k một cái, cho lên mã anh em sẽ cái dụng cụ để bào gỗ bằng thép nguyên khối luôn, chắc chắn cực kỳ luôn. 60k một cái này. Tiếp theo thì về một ít cái mã củ sạc 120W này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là có củ sạc công suất lớn không, thì đây về cho bác một ít cái mã củ sạc 120W nhá. Đấy, rất là ok. Con này thì em báo giá luôn 50.000 một cái củ này thôi, chỉ có 50.000 một cái, bán nhanh, bán giá rẻ cho bác, cho bác dễ mua luôn 50.000. Con này thì các bác cứ dùng cho em trực tiếp điện 220 thì nó sẽ có là hai cổng QC 3.0 này, cổng USB đấy, và hai cổng BD là hai cổng chân tai si nhá. Đây, đấy, về các bác cắm phát được 4 chân luôn, tiện cực kỳ. Về các bác có thể sạc được cùng lúc nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái củ sạc 120W nhá. Đấy, củ sạc 120W thì em báo giá là 50.000 một cái củ này. Đó. Con này thì đây có thông số công suất đầy đủ hết luôn này. Đấy, model K071 này, input 260 này, 9V này. Đấy, lên đến là 3.4A này, 120W là max này. Đó, củ sạc 120W nhá, 50.000 một củ này. Đấy, một cổng một chân vào và bốn cổng ra, rất xịn sò, ok luôn. Củ sạc nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là cái củ sạc nhá, củ sạc 120W 50.000 một củ này nhá, 50.000 một củ này. Đấy, về các bác dùng để sạc điện thoại rồi sạc rất nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, rất ok. 120.000 quên 50.000 một củ nhá. Sau vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác có một cái mã hàng rất là hay, đó là cái đầu chuyển từ máy cắt các bác nhá, từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, từ máy cắt này. Từ máy cắt nhà các bác có một cái con máy cắt này, các bác muốn chuyển sang máy khoan thì các bác mua trong cái đầu này về 50.000 một cái đầu này có nhá, 50.000 một cái đầu này. Nó là dạng đầu khoan nhá. Đấy, bình thường là các bác chỉ dùng để cắt thôi thì các bác mua trong cái đầu này về. Đấy, đây cái đầu chuyển này từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, đi về các cái máy cắt nó có cái gen sẵn rồi, các bác về các bác xoáy vào cái gen đấy. Đấy, xoáy cho vào cái gen đấy nhá, sau đó là các bác siết nó vào và dùng cái này các bác tháo mở lắp cho em cái đầu mũi khoan vào đây là xong. Đấy, từ máy cắt nhá thì các bác có thể chuyển thành đầu mũi khoan. Cái đầu này của nó sẽ là đầu 10 ly nhá, đầu này của nó là đầu 10 ly. Đấy, đầu 10 ly thì đây cho bác coi thực tế cái video về sản phẩm này. Nếu ở nhà bạn đã có máy cắt cầm tay và bạn muốn biến nó thành một cây khoan, chỉ cần bạn vặn cái đầu khoan chuyên dụng này vào máy cắt là bạn đã có một cây khoan, dùng đó để khoan tường bắt vít cũng khá ổn, thay mũi khoan khác nếu như bạn muốn khoan gỗ, mua một cái sử dụng trong gia đình rất tiện và thiết thực. Bình thường là các bác không muốn mua thêm máy khoan nữa mà nó lỉnh kỉnh thì các bác mua trong cái đầu này về lắp cho em vào là xong. Đấy, lắp vào này. Đấy, các bác có thể dùng để khoan kia các thứ ok luôn. Đấy, chuyển từ máy cắt nhá, chuyển từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu chuyển từ máy cắt sang máy khoan. Đấy, từ máy cắt sang máy khoan này, giá của nó sẽ là 50.000 một cái đầu này. Đấy, 50.000 một cái đầu này, đầu của nó sẽ là đầu kẹp 10 ly nhá, đầu kẹp 10 ly đó, rất ok. Đây, hàng mới nguyên hộp này quá nhá, hàng mới nguyên hộp này, dùng tiện cực kỳ luôn. Đi kèo là một cả một cái vặn xoáy này nữa là 50k, đầu máy cắt chuyển sang máy khoan nhá, đầu chuyển từ máy cắt sang máy khoan, 50k một cái này quá nhá, 50k một cái này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái combo ba cái đĩa mài màu đồng nhá. Các bác cứ lên mã thì em sẽ cái combo ba đĩa mài đồng, giá thì em báo luôn chỉ có 60.000 cho ba cái đĩa này thôi. Đấy, một cái bộ này là ba đĩa luôn. Đấy, ba đĩa nhá, mà giá nó chỉ có 60.000 về chuyên dùng để các bác mài gỗ kia các thứ đấy. Đấy, các bác có thể dùng mài lõm vài rồi các thứ này thì nó sẽ có là một đĩa phẳng này. Đó, một đĩa này là đĩa vát. Nói chung là một bộ ba đĩa luôn, đĩa này đĩa vát đây này. Đây này, con nhìn nó vát này. Đấy, nó vát nhá. Và một đĩa sẽ là đĩa cong. Đây, một đĩa này sẽ là đĩa cong. Đó, đĩa cong này, các bác nhìn không? Đó thì bên em sẽ bán nó combo là ba đĩa một nhá, không bán lẻ nhá. Nhớ cho là không bán lẻ thì đây. Về là các bác xài thoải mái luôn. Đấy, mà ba đĩa này nó chỉ có 60.000 thôi, giá nó quá rẻ luôn. Đó, về các bác xài nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái combo ba cái đĩa mài. Đấy, ba cái đĩa mài màu đồng, chuyên dùng cho các bác mài gỗ, mài phá các thứ ra. Đấy, mài các chi tiết gỗ rất là ok. Combo ba đĩa mài đồng nhá. 60.000 cho một cái combo nha, chỉ có 60.000 thôi, giá quá hạt rẻ luôn. Một đĩa mài phẳng này, một đĩa mài vát này và một đĩa mài cong này. Đấy, ba đĩa này 60.000 nhá, 60.000 combo ba đĩa.
dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, các bác về các bác mài phá mài phiếc các thứ dùng cực kỳ thích luôn. Đây cho các bác coi thực tế video về sản phẩm này. Đấy, về các bác lắp vào máy là các bác mài thôi. Đấy, mài gỗ kia các thứ rất là ngọt ngào, mài cực kỳ ok luôn các bác nhá. Mài thích lắm. Đấy, đây các bác nhìn này, mài phá lõm các thứ đúng, quá ok luôn. Đấy, trà mài nhám nhiếc các thứ ok. Rồi, combo 3 đĩa mài đồng nha, một đĩa vát, một đĩa phẳng và một đĩa cong. 3 đĩa 60.000 nha, 3 đĩa 60.000, giá quá bình dân hạt rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái đầu đổi mũi khoan nhanh này. Để các bác cứ lên mạng em xem cái đầu đổi mũi khoan nhanh nhá. Cái này thì bên em đang bán cho bác là giá là 30.000 một cái đầu nha. 30.000 một cái đầu này các bác nhá. Về dùng rất là tiện, dùng rất là hay. Cái này chân của nó sẽ là chân lục giác, về các bác lắp trực tiếp vào máy khoan. Còn ví dụ như là các bác muốn đổi sang đầu vít khác, các bác chỉ việc ấn nó xuống này. Đấy, ấn nó xuống là cái đầu vít nó sẽ lồi ra và các bác lại lắp cái đầu khác vào là xong. Đấy, ví dụ như các bác ấn nó xuống này, lắp cho cái đầu vít vào đây. Đấy, và các bác muốn đấy đẩy cái nó phát đẩy ra luôn. Đấy, có thấy nó lắp nó rất là nhanh, rất là tiện. Bình thường là các bác phải lắp đầu vít các thứ nó rất là lằng nhằng mất công, nhưng con này các bác lắp này. Đấy, cái nó đẩy ra ngay. Dùng tiện lắm. Đó, lắp nó nhanh chóng, nó tiện lợi. Đặc biệt là các bác nào mà hay phải thay đổi mũi khoan liên tục. Đấy, bình thường là các bác cứ phải vặn viếc máy khoan rất là mất công, mất thời gian. Nhưng mà cái này các bác cái đầu đổi mũi khoan nhanh này thì giá nó sẽ là 30.000 một cái đầu này, dùng cực kỳ tiện luôn. Chân nó sẽ là chân lục giác nhá, chân lục giác. Về các bác lắp vào là xài thôi. Đó, đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Sau này đừng có gắn mũi khoan hai cái đầu móng vít như thế này nữa nha các bác. Mỗi lần thay thế làm tốn thời gian cũng như làm giảm hiệu quả công việc, các bác hãy dùng ngay cái đầu đổi lục giác này nhé. Chỉ cần gắn nó vào đầu máy khoan. Việc thay đổi mũi khoan hay đầu móng vít là vô cùng đơn giản. Nhấn xuống khi lắp đặt mũi khoan và nhấn xuống khi không còn sử dụng, mũi khoan sẽ tự văng ra, rất là tiện lợi luôn. Chỉ có hơn 20k à. Bác nào cần thì có thể mua về dùng nha. Và nhớ đấy, thấy không? Dùng tiện cực kỳ luôn. Đấy, có nhìn này. Đấy, chỉ việc là bình thường là các bác cứ phải đổi đầu vít các thứ xoáy vào rất mất thời gian. Đây bình như này các bác chỉ việc lắp cho em một cái đầu vào thôi. Lúc nào muốn đổi đầu mũi khoan chỉ ấn xuống này. Đấy, ấn xuống các bác lắp nó vào. Lúc nào các bác muốn tháo ra thì cũng lại ấn xuống luôn là tự động nó sẽ phọt ra. Đấy, thấy không? Rất là tiện dụng nhá. Đấy, cho bác nào mà trong trường hợp mà cứ phải thay đổi mũi khoan liên tục thì các bác mua cho cái đầu về. Tiện lắm các bạn, tiện cực kỳ luôn. Đầu đổi mũi khoan nhanh nhá, đầu đổi mũi khoan nhanh. 30.000 một cái đầu nha. Đấy, 30.000 một cái nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, rất ok. Đây, đấy, các bác ưng cái mã này chụp ảnh màn hình này báo em này. Tiếp theo thì em về một ít cái mã lưỡi cắt mini. Đấy thì em sẽ bán theo một bộ nhà nhá, một set nhá. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá. Đấy, bộ này thì sẽ có giá là 40.000 một bộ này. 40.000. Thì chuyên dùng cho các bác thợ thuyền, những cái bác dạng thủ công. Ở đây trong này có một cái này để các bác về lắp lưỡi này, đầu lắp lưỡi này và những cái lưỡi cắt cái thứ này. Đấy, về các bác cắt đồ nhựa này. Rồi là đồ gỗ thứ là những cái đồ tinh chỉnh dạng nhỏ ấy. Đấy, cho các bác dùng để chế cháo, cắt những dạng nhỏ là các bác dùng cho em cái đĩa này. Đấy, có thông số này. À, đĩa 22 này, đĩa 25, đĩa 32, đĩa 35, đĩa 44 này, đĩa 32 này. Đấy, nó có 6 chi tiết ở đây. Đấy. Bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá, bộ lưỡi cắt mini 6 món, 40.000 một bộ này nhá. 40.000 bộ này về dùng cực kỳ hay luôn. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Con này nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều tính năng hay nhá. Đây các bác cùng coi này. Trong một sản phẩm chỉ với vài chục cành đã giúp anh em hỗ trợ trong nhiều việc. Có thể cắt ống nước và cắt gọt những cái dụng cụ mà trong góc kẹt mà anh em không thể với tới. Cái này có thể là gắp vô máy khoan nha anh em. Rất là tiện lợi luôn mà mình cắt rất là ngọt nha anh em. TikTok shop đang giảm giá, anh em có thể mua về dùng. Đấy, có đây không? Những cái vị trí khó, góc hẹp này rồi là những cái đồ nó nhỏ nhỏ này. Đồ nó không cần to quá thì các bác dùng cho em cái đĩa cắt này. Nó là dạng là đĩa cắt mini mà nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhỏ như có võ, cắt cực kỳ hay. Đấy, những cái vị trí góc khuất này này. Các bác nhìn này, cắt rất là ngon luôn. Đấy. Bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá. Đấy, 40.000 bộ này. Đấy, nó sẽ có một cái đầu kẹp này và đi kèm là 5 cái đĩa cắt này nữa. Là 40.000. Đấy, các kích cỡ to nhỏ khác nhau. 22 25 32 35 44 này. Đó, ok. 40.000 bộ nhá. Bộ lưỡi cắt mini 6 món nhá. Dạng lưỡi cắt nhỏ, lưỡi cắt mini luôn nhá. Lên cho bác nhanh cái đèn tròn tích điện, giá thì vẫn là 90.000 một quả này. Đấy, cái này thì em thua quay nhanh thôi. Vì cái này thì nhiều bác hỏi lắm nhưng mà xin lỗi các bác là đang bán hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Đấy, đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa các thứ này. Bật tắt ok. Đấy, cái này thôi quay nhanh thôi. Cái này thì em báo giá luôn là 90.000 một quả nhá. Đấy, báo giá lại thôi chứ còn cái này thì cũng quay nhiều rồi. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn tròn tích điện này. Đấy, đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa nhá. 90.000 một quả này. Đấy, nhiều bác mà đang muốn mua cái hàng này mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bác nào mà chưa mua được thì tranh thủ xem video chốt nhanh giúp em nhá. 90.000 một quả này.
đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa các bác nhá. Tiếp theo thì là một cái mã hàng về máy hút bụi mini này. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái mã này nó là mã khác, cái mã xưa em bán. Đó thì em báo giá luôn. 150.000 một cái con máy hút bụi mini này, chạy pin các bác nhá. Máy bụi mini chạy pin. Đấy, con này có cả thổi được luôn. Đấy, vừa hút vừa thổi nhá, đa năng cực kỳ mà rất nhiều những cái tính năng hay. Đó. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan, rất xịn sò, ok. Đây dưới này là cái phần chân sạc nó nhá. Đấy, chân sạc. Sử dụng nguồn sạc 5V. Đây là phần công tắc bật tắt này. Đấy, có thế đâu. Đó, đây là buồng hút vào. Và các bác mở ra, lấy cái lọc ra các bác vệ sinh nhá. Đấy, khi nào mà vệ sinh xong các bác lắp cái lọc này vào. Và các bác lắp vào là các bác chạy thôi. Con này nói chung là nó dễ sử dụng lắm. Người già trẻ em rồi người lớn nói chung ai dùng hết mà. Nó dễ dùng cực kỳ. Nó chạy pin nhá. Hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc cho em. Đó. Và đi kèm cho các bác là một cái con đầu hút kiểu dạng ngang này để các bác lắp đây. Đấy, để các bác có hút những cái vị trí như là giường, nệm, ghế, sofa này. Đấy, rất tiện dụng đây. Đấy, cái này các bác gì hút này. Đấy, con này hút khỏe lắm, hút khỏe cực kỳ. Rồi trong này nữa thì có một túi phụ kiện nữa luôn này. Một cái cọng dây cáp sạc nhá. Một đầu là các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại ấy. Về các bác có những cái củ sạc điện thoại nhảy chẳng hạn này. Đấy, các bác cắm vào và các bác cắm sạc cho nó có thế thôi. Đấy, cái chân sạc của nó ở dưới này. Đây. Đó, các bác cắm vào đây là các bác sạc này. Tiếp theo là những cái đầu, ví dụ như là cái đầu này là những cái đầu thổi này. Đầu thổi này, đầu thổi các bác lắp vào đây chưa? Đấy, các bác lắp vào đây. Đấy thì các bác quay ngược con máy lại để các bác thổi này. Đấy, nó thổi, ví dụ các bác thổi bụi này, thổi bóng tôi biết các thứ thì các bác lắp vào đây cho em. Rồi là những cái đầu nhỏ nhỏ nữa. Nó nói chung là nó vừa có cả đầu hút và có cả đầu thổi này. Những cái đầu để các bác vệ sinh những cái khe kẽ này, nó có bàn chải, đầu bàn chải này. Đây, đấy. Nói chung là nó rất nhiều đầu, rồi là cả một cái đầu để các bác nối dài ra này. Đây, cái đầu này các bác nối dài, hút những cái phần khe kẽ cửa các thứ là rất ok. Đấy, đây thì em test cho bác coi này. Cái này thì nói chung là các bác dùng tiện, nó không cần phải dây dặn gì lằng nhằng, mình có thể là hút ở trên xe ô tô này, rồi là các bác có hút ở trên bàn bàn thờ, những cái chỗ vị trí trên cao giờ. Đấy, mình không cần dây dợ lằng nhằng, các bác chỉ việc là mang cầm đi các bác hút thôi, tiện cực kỳ, khe kẽ cửa sổ trước các thứ à. Đây, hút cho bác coi nhá, có thấy không, hút nhanh lắm. Đấy, và khi mà rác ở bên trong này rồi, đấy, nó sẽ chứa bên trong này, các bác mở ra cho em. Đấy, tháo cái lọc ra cho em này. Đấy, đổ rác ra. Đấy, vỗ vỗ cho em cái này đi một chút, và các bác cẩn thận thì mình có thể mang rửa bằng nước được nhá, cái này rửa bằng nước được, sau đó là các bác phơi khô. Đấy, phơi khô hoặc các bác hong khô đi. Và các bác lắp lại nó vào đây. Và các bác lắp máy và các bác xài thôi. Nhớ giúp em là khi mà các bác lắp máy là các bác nhớ phải lắp cho em cái lõi lọc này vào nhá. Đấy, các bác mà không lắp cái lọc này vào là hút vào máy là nhanh hỏng máy lắm. Đấy thì nhớ giúp em. Đấy, có thế thôi. Giá bên em đang gửi bác là 150.000. Con này đa chức năng hơn các bạn, đa chức năng hơn. Nó vừa hút được vừa thổi luôn. Đó, hút bụi mini. 150.000 nhá, chạy pin nhá, nhớ giúp em là chạy pin. Đấy, giới thiệu quay rất chi tiết cho bác rồi. Đó, thì các bác nào mà trước em bán là cái mã kia nó chỉ có nguyên hút không thôi thì nó giá nó cũng cao rồi, nhưng đợt này nó về cái lô này, nó hàng này vừa có thổi vừa có hút luôn, tiện cực kỳ mà nhiều chức năng hơn, nhiều đầu hơn. Đấy, mà giá cũng chỉ 150.000 thôi thì hàng rất ok. Hàng của Tamashio này, Made in Japan, xịn sò, ok. 150.000 nhá. Đấy, vào việc chốt đơn nhanh luôn. Nói chung là con này giá tốt nhất thị trường hiện nay rồi, so với những bên khác đang bán, người ta bán khoảng hơn 200 con này. Đấy, bên em gửi bác giá chỉ 150.000 thôi, giá quá bình dân, hạt rẻ luôn. Đấy, mà hút cực kỳ khỏe nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái dạng keo này. Đấy, keo dính rất nhiều chất liệu khác nhau, nó dạng keo đa năng nhưng nó là dạng keo nước nhá, thì các bác cứ lên mã thì sẽ là keo nước. Cái này em báo giá luôn 20.000 một cái lọ này. Đấy, 20.000 một cái lọ keo nước nha em nhá. Con này thì theo quảng cáo nhà xuất thì nó dính gấp 80 lần keo 52. Đấy, em dính thử rồi thì nó cũng dính rất là chắc nhá, dính rất là chắc. Đựng trong một chiếc lọ này. Đấy thì về các bác chỉ việc mở nắp ra thôi. Để mở nắp ra đó các bác xài thôi. Đó, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, một lọ này trong được khá là nhiều đấy. Một lọ em thấy nhiều phết. Đó. Các bác cứ lên mã đi, em sẽ cái lọ keo nước nhá. Đấy, keo nước dính đa năng. Đấy, keo nước dính đa năng 20.000 một cái chai keo nước nha các bác nhá. Đấy, 20.000 một cái chai keo nước nha. Tiếp theo thì một cái mã hàng mới luôn này. Đó. Đó là cái dụng cụ để các bác mài kéo này, mài kéo chuyên các bác mài lưỡi kéo nhá. Đấy, chuyên dành cho những cái cây kéo là bình thường ấy, các bác rất là khó mài. Đấy, nếu mà không có những cái đồ chuyên dụng của nó thì rất là khó mài, các bác dùng đá là thứ là rất khó mài. Thì đây các bác mua cho em một cái đồ chuyên dụng này về, chuyên dùng để mài kéo, đặc biệt là những con kéo cành, kéo cắt các thứ, là các bác mài con này rất nhanh sắc luôn.
Đấy, các bác cứ lên mã thì em sẽ lấy cái dụng cụ để chuyên các bác mài kéo nhá, 20.000 một cái dụng cụ nha. Đấy, 20.000 thì đây, ví dụ như ở đây em đang có một cái con kéo, ví dụ các bác để nó bị gì sét lâu ngày các bác không xài thì các bác cứ như này, các bác chà vào lưỡi cho em, cứ cầm này các bác chà vào lưỡi cho em nhá, các bác chà lâu lâu một chút nhá, chà lâu lâu một chút. Đấy, chà lâu một chút. Ở đây nó có một cái phần đá mài này. Đấy, nó như một cái dạng đá mài này. Đó, nó tráng kim cương các bác nhá. Đó, mài rất là nhanh sắc luôn. Đó, sau khi các bác mài cái này xong, các bác ra các bác cắt thử cho các bác thấy kết quả nó khác luôn. Đấy, vì em từ hôm qua em test thử cái con kéo này nhầm rồi, em mài mài đi mài lại mấy lần là khi mà ra cắt rất ngọt luôn, cắt cực kỳ ngọt nhá. Đầu tiên cắt không cắt được đâu, nhưng mà về sau là cắt rất là ngọt luôn. Đấy, thậm chí là các bác có thể cắt được cả giấy luôn này, các bác nhìn này. Đấy, cắt rất ngọt luôn nhá. Đấy, thấy không? Rất ok. Vì con này nó chuyên dụng để chuyên dùng cho mài cho những cái cây kéo, những đặc biệt là những cái dạng kéo mà lưỡi nó cong này. Đấy, các bác mài máy hay là mài đá rất là khó mài thì các bác mua cho em cái dụng cụ này về. Đấy, các bác chỉ việc gì cho em. Cứ nhà các bác chà cho em này. Các bác về các bác cứ mài chà nha. Đấy, cứ chà này, cứ mài như này. Đấy, như con kéo gì sét rồi. Các bác cứ mài cho. Đấy, mài liên tục đi. Mài liên tục nó bóng bóng lưỡi lên cái là nó sắc lại rất sắc luôn. Ngọt ngọt lắm. Đấy, em vừa cắt giấy bác rồi đây. Cắt lại bác lượt nữa này. Mài ngon lắm. Đấy, những cái con kéo lông này các bác nhìn này. Kéo này là cắt cành thôi nhưng mà giờ nó cắt giấy ngọt, rất ngọt luôn. Nên là dùng ok lắm. 20.000 một cái này nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dụng cụ để mài kéo các nhá, chuyên dùng để cho các bác mài kéo. Đấy, chuyên dùng cho các bác mài kéo, 20.000 một cái này. Đấy, cứ 20.000 cho một cái cây mài, dụng cụ mài kéo. À, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái vòi bơm về các bác dùng để gắn chai nước nhá. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái vòi bơm để gắn chai nước. Giá bây em đang gửi bác là 30.000 một cái vòi nha. Đấy, 30.000 một cái vòi này. Cái vòi này rất là hay các nhá, vòi này rất là hay. Đấy, thì đây, em sẽ bóc cho bác một cái. Nó dùng hay lắm. Em vừa test buổi chiều này rồi, em thấy rất là hay, rất là đa năng luôn. Bình thường là các bác cứ phải đi mua những cái bình tưới cây đúng không? Giá thì thứ nhất là hơi cao, mà thứ hai là nó các bác không cần dùng nhiều, gọi là mình để phun thuốc tưới cây bình thường thôi, các bác mua cho cái vòi này về dùng rất tiện nhá. Thì nó sẽ gồm có là một cái vòi như này. Đấy, một cái thân vòi như này và một cái ống nó dẫn nước lên. Đấy, thì về các bác cắm cho em. Cắm vào cái lỗ này, cắm lỗ này nhá. Các bác đừng cắm lỗ này. Lỗ này là nó bơm hơi nhá, cắm vào cái lỗ không có gì này. Đấy, cắm vào cái lỗ này. Đó, sau đó là các bác lấy cho em cái chai nước gắn vào đây cho em. Đấy, gắn vào cho em và các bác cứ thế các bác bơm hơi thì nó sẽ có cái áp lực hơi đưa vào, đẩy vào cái chai nước và các bác chỉ việc bóp vào đây là nó sẽ xả nước ra. Đấy, xả nước ra rất hay. Đây là cái phần van mở này. Đó, và cái đầu này của nó là các bác có thể chỉnh được các chế độ nước phun xương, là phun hạt nặng, hạt nhỏ, to nhỏ nhá. Đấy, và đây các bác có thể mở ra cái phần đầu là các bác có thể mở ra để các bác vệ sinh nhá. Đấy, mở ra các bác vệ sinh cho em. Rất ok. Đấy, có thế thôi. Nó dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác tận dụng cho em những cái chai nước bỏ đi về các bác lắp vào. Cái gen này của nó là cái gen phổ thông, hầu như là nó vừa khít hết những cái chai nước phổ thông hiện tại ở trên thị trường bây giờ. Đấy, rất là tiện nhá. Thì đây em sẽ gắn cho bác một cái này đây nha. Đấy, thì về thì các bác mua các bác tận dụng những cái chai nước ở nhà mình này. Đấy, ví dụ như cái chai này, cái chai nước ngọt lít rưỡi này. Đấy, về các bác lắp nó vào. Đấy, các bác chỉ việc xoáy vào cái gen này cho em này, xoáy vào cái ở đây nó có cái gen xoáy vào đây. Đấy, lúc nào ấy các bác đong nước vào, sau đó các bác xoáy vào và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác bơm này. Đấy, bơm, các bác bơm vào. Đấy, là nó sẽ nén hơi vào trong cái chai này, nén hơi vào trong này và các bác bắt đầu các bác phun này. Đấy, phun. Đấy, các bác phun là nó sẽ ra có thế thôi. Đây, em phun nén hơi vào nhá các bác nhá. Đấy, nén hơi vào. Đấy, có thấy không? Đây, nước ra này. Đó, nước ra. Cái này thì nó đang hết nước rồi, em đấy. Đấy, đây là nước nó ra này. Cái này, cái chai này đang hết nước các bạn, nên là nó ra ít. Đấy, nói chung em test nhanh các bác thôi. Đấy, còn thực tế về phun con này phun ngon lắm. Đây là khi mà đã bơm đủ hơi vào này, nó phun ra rất là mạnh luôn. Đấy, phun ra rất là mạnh luôn này. Đấy, phun ra mạnh lắm. Đây các bạn nhìn này. Đấy, phun ra hạt nhỏ đẹp, phun rất ok luôn. Đấy, có thấy không? Đấy, khi mà bơm đủ hơi rồi nhá. Đấy, bơm đủ hơi phun ra rất là ngon. Đấy là thực tế về cái sản phẩm này. Con này về dễ dùng, dễ lắp đặt mà dùng rất là tiện luôn. Các bác về chỉ việc cần tận dụng cho em mấy cái chai nước thừa bỏ đi thôi. Về các bác lắp vào là các bác cho nước vào, các bác bơm lên, bơm hơi vào và các bác bóp cò cái là nước nó đẩy ra có thế thôi. Đấy, nó rất là dễ dàng sử dụng nhá, mà rất là linh hoạt cơ động, mà tiện cực kỳ luôn. Giá thì cũng hạt rẻ bình dân, 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã em sẽ cái vòi bơm để gắn chai nước nhá. Đấy, vòi bơm gắn chai nước 30.000 một cái bộ nha. Đấy, 30.000 một cái, về các bác xài sử dụng tiện cực kỳ. Đấy, nói chung là mình phun tưới cây các thứ này dùng rất là hay. Đấy,
thiết kế rất là thông minh nhá. Đó, 30k một cái bộ này các bác nhá. Vòi bơm gắn chai nước 30k. À, còn nhiều mã hàng mới lắm các bác nhá, thì các bác cứ nhận nha xem. Đấy, em sẽ vì là hàng mới nên em sẽ quay kỹ một chút. Đấy, tránh đi chạm đến nơi các bác xem nó chưa được chuẩn thì em cứ quay kỹ một chút cho các bác dễ xem nhá. Đấy, để khi mà các bác chốt cho nó dễ. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã sẽ là cái mã là cà lê 68 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em xem cái cà lê 68 hoặc là cái cà lê này của nó, hoặc là cà lê là miệng rộng cũng được. Đấy, cà lê 68 miệng rộng. À, giá bên em đang gửi bác một cái cà lê miệng rộng như này là 50.000 một cái này nhá. 50.000 một cái này. Cái cà lê miệng rộng này thì các bác về xoáy, ví dụ mình có thể xoáy ống nước này, rồi là mình xoáy cái con ốc mà nó to. Đấy, miệng nó rộng nhá, miệng nó rộng. Nó của nó từ 6 này nhỏ nhất cho đến 68 này là lớn nhất đây này. Đấy, từ 6 cho đến 68 nhá. Đấy, miệng khá là to. Về các xoáy nhá. Cà lê miệng rộng. À, 50.000 một cái cà lê nha. Đấy, 50.000 một cái nhá. Đây các bác cùng xem video về cái sản phẩm cái mỏ lết này. Hai đầu mở lớn làm bằng hợp kim nhôm, phần mở đầu rất lớn. Đấy, rất sử ok nhá. Để cài đặt các vòi khác nhau. Rất dễ dàng để tháo rời các ống vòi và vòi hoa sen khác nhau trong phòng tắm, đổi miệng và điều chỉnh hướng. Bạn cũng có thể vặn ống tròn dễ dàng hơn so với vặn chặt bằng tay, linh hoạt và thiết thực. Đó, thực tế về cái sản phẩm nhá. Thì các bác cái này em vừa nãy em lên nhầm mã. Cái này chuẩn mã của nó sẽ là cái mỏ lết các nhá, cái mỏ lết miệng rộng. Đấy, miệng rộng của nó lên đến là 68mm này. À, giá của nó sẽ là 50.000 một cái mỏ lết nha. Đấy, 50.000 một cái mỏ lết nhá. Con này nó có thể là đổ được đầu. Đấy, các thấy không? Nó đổ được đầu rất là hay. Đây, nó đổ được đầu này. Nó sẽ đổ được đầu. Đó, các thấy không? Nó sẽ có một đầu là đầu bằng. Và các bác view này, các bác xoáy ống nước thì các bác muốn đổ trên cái đầu võng này thì các bác xoay nó lại. Đấy, xoay nó lại nhá, xoay nó lại. Là các bác sẽ đổi sang cái đầu nha. Đấy, nó rất là hay, rất là đa năng, rất là thông minh nhá. Thì các bác cứ lên mã nha, sẽ cái mỏ lết miệng rộng nhá, mỏ lết miệng rộng. Rộng là lớn nhất, cỡ của nó lên được là 68mm. 50.000 một cái mỏ lết nha. Đấy, 50.000 một cái mỏ lết. Rất chắc chắn, ok. Giá chỉ có 50.000 thôi. Nói chung là các bác nhiều khi gia đình nhà mình rất là cần những con mỏ lết miệng rộng này. Các bác xoáy những cái ống nước, nồi, những cái con ốc to rất là tiện luôn. 50k một cái nhá. Giá hạt rẻ bình dân mà dùng tiện nhá, 50k. Thì bên em tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái dòng chảo của Hàn Quốc này. Lên mã em sẽ cái chảo Hàn Quốc nhá. Dòng này thì chảo cực kỳ to luôn. Đường kính của nó là vào là 32cm nhá. Chảo rất to nhá các bác nhá. Chảo thiết kế cực kỳ to chắc chắn luôn. Và có chống dính nhá các bác nhá. Có chống dính và có đun nước bếp từ các bác. Có đun nước bếp từ luôn nên là có yên tâm nhá. Bếp từ, bếp ga các thứ là các bác đun hết luôn. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận này. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho bác là một chiếc môi gỗ này. Đấy, nhà thiết kế nhà sản xuất rất là cẩn thận là cho các bác kèm một chiếc môi gỗ này, vì những cái chất liệu chống dính ấy, các bác dùng những cái môi bằng sắt các thứ giờ là các bác xài nó rất hay nhanh bị xước và bong những cái lớp chống dính, nên là nhà sản xuất rất cẩn thận là có đi kèm nó một chiếc cái môi đảo bằng gỗ này để các bác xào nấu bằng cái môi gỗ này, nó rất là an toàn và không lo nó bị xước cái men chống dính nhá. Đấy, vì các bác hay dùng những cái chìa ấy là hay bị xước ra này. Đấy, thì sản phẩm thì sẽ gồm có là một chảo này, đi kèm cho bác là phần tay qua này, thì về các bác lắp vào thôi nhá. Đấy, về các bác lắp vào đây là các bác xài thôi. Đấy, lắp vào đây là xài. Và đây là cái phần tay qua của nắp vung thôi nhá. Đấy, rồi là có cả môi đi kèm luôn này, rất cẩn thận luôn. Và đây là vung này, vung này của nó sẽ là vung bằng kính trong suốt nhá, khi mà các bác nấu ăn rất là tiện theo dõi luôn. Đấy, bóng láo luôn này ngoài. Đấy, và kính là kính cường lực nhá, rất chắc chắn luôn. Đây. Đấy, các bác đậy vào là vừa khít luôn. Đấy, bình thường là các bác hay dùng để dán nhá, thì nếu mà có vung này các bác có thể là xài các bác nấu nướng được luôn. Đấy. Chảo này thì sẽ có đường kính vào giúp em là 32cm. Đấy, đường kính tổng thể là 32cm, rất là to luôn. Đấy, những cái dòng chảo 32cm thì các bác sử dụng nhà đông người thứ cho em rất ok. Chảo đi cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Bên trong thì phủ một lớp chống dính này, bên ngoài có phủ chống dính luôn nhá. Đây, bên ngoài có phủ dính luôn, toàn bộ bên trong bên ngoài đều được một phủ một lớp chống dính vân đá lên rất đẹp nhá, nên các bác xào nấu cho em vào đây thoải mái luôn này. Đây. Và đế này của nó có thể dùng được bếp từ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, đế là dùng được bếp từ luôn, bếp từ, bếp ga các thứ là các bác xài hết luôn. Cái này con này nói chung là nó không kén bếp nhá. Bất kỳ loại bếp nào cũng dùng hết luôn. Đấy, và giá của nó thì vô cùng là hạt rẻ luôn nhá, hạt rẻ luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. Đấy, chảo Hàn Quốc này,
chảo Hàn Quốc, đường kính của nó sẽ là 32 cm, và em báo giá luôn 140.000 một chiếc chảo Hàn Quốc nha, 140.000 thôi, giá siêu hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok, 140k một cái nhá, giá rất tốt luôn. Vùng viếc này rồi là môi rồi là tay quai các thứ đi kèm đầy đủ nhá. Thì khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ rời bên ngoài, còn nếu mà các bác về nhận xong thì các bác lắp và các bác xài thôi. Riêng cái dòng chảo này thì nói chung là nó không có lỗi lầm gì đâu. Đấy, chủ yếu quan trọng là các bác kiểm tra về cái chất lượng. Đấy, cầm nó có chắc chảo hay không, rồi là vùng viết các thứ là nó ok không. Đấy, đầy đủ các thứ không. Đấy, còn nói chung là về chất lượng thứ hàng của Hàn Quốc thì người ta kiểm định rất là ok rồi. Đấy, chảo Hàn Quốc nhá. Đường kính 32 cm, giá hiện tại em đang bán là 140.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cà mèng. Các bác cứ lên mã thì em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam thì nhiều bác hay gọi là cà mèng, hoặc là miền Bắc hay gọi là cặp lồng nhá, cặp lồng. Em báo giá luôn 1,6 lít nhá. Giá nó sẽ là 120.000 một cái cặp lồng nha. Hàng cũng của Hàn Quốc này. Đây, dung tích 1,6 lít nhá các bác nhá. 1,6 lít. Em mở cho bác còn một cái này, rất chắc chắn luôn. Chất liệu toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Dùng an toàn, đó ok. Thì sản phẩm đây sẽ gồm có là một chiếc nắp này. Đấy, cái nắp này thì khi mà các bác mở ra thì nó sẽ thành một chiếc bát luôn. Đấy, các bác ngửa lên như này, bình thường là các bác úp xuống thì nó sẽ là một cái nắp đậy cho cái cặp lồng này, còn nếu các bác mở lên thì nó sẽ thành một cái bát nhá, để các bác có thể ăn uống ở đây trực tiếp ở đây được luôn. Đấy, rất sạch sẽ, ok này. Đi kèm bên trong này thì sẽ có là hai cái khay. Đấy, hai cái khay để các bác đựng đồ ăn các bác mang đi làm. Đấy, dành cho học sinh sinh viên này, rồi các bác làm văn phòng công trình công trường, và các bác mang cơm cho người bệnh các thứ rồi. Đấy, mang cơm vào bệnh viện các thứ rất ok. Đấy, đựng cơm đựng canh vào đây các bác xách đi là ok. Có phần quai xách nữa nhá, thiết kế rất chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn, inox 304 rất xịn sò. Đấy, có cả nắp niếc các thứ đi kèm, các bác chỉ việc là mang đồ đĩa đũa cái thìa đi là các bác chén cơm cho em ngon lành luôn. Đấy, đây sạch mang đi mang lại sạch sẽ ok nhá, rồi về các bác đựng đồ ăn nước các thứ đấy ok luôn. 120.000 nhá, 120.000 lên mã giúp em sẽ là cái cặp lồng hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được nhá, cặp lồng hoặc là cà mèng đều được này. 1,6 lít nhá, khá là to luôn đấy, chỉ có 120.000 thôi, bằng inox 304 nên các bác dùng yên tâm, rất an toàn sạch sẽ luôn. Đó, 120k 1 lít 6 nhá, có đầy đủ các ngăn để các bác có thể đựng đồ ăn mang đi mang lại tiện dụng ok luôn. 120.000 nhá, cà mèng hoặc là cặp lồng đều được nhá, 1,6 lít 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dòng dây thít này, nhiều bác hay gọi là dây thít hoặc là dây rút đều được nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em xem cái dây thít đi. Dây thít hiện tại em nó có hai mã, là một mã dây ngắn nhá, dây ngắn đây, và một mã là mã dây dài nhá, mã dây dài. Và em báo giá luôn, hiện tại em đang bán đồng giá một cái bịch như này. Đấy, thì 30k nhá, 30k thì các bác cứ lên mã cho em, ví dụ đây là cái thít ngắn này. Đấy, thít ngắn giá cũng 30 nhá. Đấy, và cái gói thít dài. Đấy, thít dài cũng là 30 luôn. Đấy, cũng là 30.000 luôn các nhá, 30.000 một túi. Thì đây em sẽ quay chi tiết bác này. Cái dòng thít ngắn này thì kích thước của nó sẽ vào là 20 cm nhá. Đấy, 20 cm này, 20 cm, tức là chiều dài của thít là 20 cm, và cái trọng lượng một túi này của nó sẽ là 250g một túi, tương đương với lại là 315 cái nhá, 315 cái dây thít. Đấy, 250g dây thít nhá. Đấy, thì tương đương vào là 315 cái, thì tính ra vào là có 30.000 cho một cái túi thôi, mà được tận là 2 lạng rưỡi luôn. Bình thường là các bác cũng ra quán xá người ta bán một lạng là bác ít phải khoảng tầm 50.000 một lạng luôn. Đấy, mà một lạng thì nó được rất ít, như đây các bác mua một cái túi này là 250g luôn, và vào 2 lạng rưỡi đấy, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi. Nói chung là giá nó siêu hạt rẻ luôn, hàng bên em thanh lý giá nó siêu tốt luôn. Đấy, 315 cái các bác về mua gói về các bác xài thoải mái gia đình nhà mình luôn, buộc rồi là thít tất cả các loại vật liệu chất liệu, rồi là các bác sử dụng đa năng trong rất nhiều công việc nhá. Thít ngắn nhá, 30.000. Ngoài ra thì đây có cái mã thít dài. Thít dài thì một túi này cũng là 250g luôn, và một túi này được là 152 cái nhá, và cái kích thước của nó sẽ là 30 cm. Đấy, 30 cm, chiều dài của nó sẽ là 30 cm. Một cái dây thít này là dài là 30 nhá, dài 30. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi thít dài nhá, túi dây thít dài. Thì hiện tại em đang bán một túi thít dài này là 30.000 luôn. Nói chung là cứ đồng giá là 30.000. Thì hai mã chia ra thít ngắn và thít dài, thì các bác cứ lấy mã thít ngắn hay là thít dài thì các bác cứ báo em, bảo là cho tôi một túi thít ngắn hoặc là cho tôi một túi thít dài. Đấy, thì bên em sẽ biết bên nào các bác nhá. Còn giá thì sẽ được cứ đồng giá là 30.000, thì các bác cứ lấy loại nào thì lấy.
bao tay lao động thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này để dành cho các bác mua về anh em thợ thuyền lao động lao nước các thứ này, rồi các bác sử dụng ở trong nhà mình cũng ok luôn. Đấy, thì hiện tại anh em sẽ có bán lẻ theo đôi và bán theo lố nhá. Đấy, bán lẻ theo đôi và bán theo lố thì hiện tại em đang bán lẻ một đôi bao tay nha. Giá của nó sẽ là đi mà 10.000 một đôi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động nhá. Đấy, bao tay lao động thì đang bán lẻ một đôi bao tay lao động nhá là 10k. Đây, cứ lên mã giúp em sẽ là bao tay lao động nhá. Bao tay lao động này, một đôi là 10k trên một đôi. Còn nếu mà các bác lấy theo lố thì nó giá siêu tốt luôn. Một lố nha này, đấy một lố nguyên bịch nha là 12 đôi nhá. Đấy 12 đôi. 12 đôi mà giá thì các bác biết bao nhiêu không? Báo giá bác nghe giật mình luôn. 70.000 một lố bao tay 12 đôi. Nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy tính ra tính vào đôi thì nó rất là rẻ. 12 đôi nó chỉ có 70.000. Các bác mua lẻ một đôi đã 10.000 rồi. Như đây bên em bán cho bác 12 đôi mà chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là theo em là các bác nên mua theo lố, nên mua theo lố cả một lố là 12 đôi này luôn. Đấy về dùng các bác dùng dần. Đấy, đeo thì rất là vừa. Dòng này của nó là dòng size free size, dòng co giãn nha, thì các bác tay to tay nhỏ các bác đeo hết luôn. Đây, đeo và rất là ôm tay này. Ở đây nó có những cái hạt cao su này, nó đính li ti li ti này. Các bác cầm nắm một thứ cho em không lo nó bị trơn trượt nhá. Về các bác sử dụng mà anh em thợ thuyền xài này. Đấy, bê kính, bê kiếc, bê sắt xi này, rồi là các bác sử dụng lao động chân tay cái gì, các bác cần một đôi bao tay bảo vệ này thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nói chung là ngon bổ rẻ chất lượng nhá. Một đôi này là 10.000, lên mã nha sẽ là bao tay lao động nhá. Một đôi là 10.000. Còn các bác lấy theo lố, một lố là 12 đôi, giá nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, đây, giá đây. Đấy 12 đôi 70, một đôi là 10.000, bao tay lao động nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng pin 18650 này để về các bác sử dụng rất nhiều những thiết bị này. Đấy, rồi là đèn pin, đèn bổng này, rồi là các bác mua về sử dụng rất nhiều thiết bị nó dùng cái pin này luôn. Đấy, nó là cái dòng pin 18650 nhá. Cái dòng pin sạc tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lắp vào các bác sạc. Đấy, và khi mà sạc đầy các bác lại lôi ra các bác xài nó rất là hay. Đấy, nó có thể sạc tích điện như kiểu pin điện thoại ấy. Đó. Thì đây, mã pin của nó sẽ là 18650, dung lượng của nó sẽ là 6800 mAh và điện áp của nó sẽ là 3.7V nhá, 3.7V. Pin rất ok. Pin này pin của hãng luôn nhá. Thì em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán một viên pin 18650 này, giá nó chỉ có 20.000 thôi, giá rất là tốt và dễ mua luôn, 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là pin 18650, 20.000 một viên nhá, để về các bác xài lắp đặt thiết bị này, rồi là anh em sử dụng chế cháo này, rồi các bác lắp vào một số thiết bị ví dụ đèn pin này, một thứ là nó rất hay dùng pin này, 20.000 một viên nhá, pin 18650. Tiếp theo đó là cái dòng quạt 12V này. Cái này thì em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt tẩu 12V nhá. Cái này nó sử dụng là nguồn 12V và nó dùng là cái dùng cái nguồn cổng vào là cái cổng đầu tẩu. Các bác hay dùng xe ô tô ấy. Thì giá của nó sẽ là 120.000 một cái quạt này. Đấy, dùng rất là hay. Nó là dòng quạt đôi quá. Đấy quạt hai quạt luôn. Quạt hai quạt và có cả công tắc điều chỉnh số siêu các thứ rất ngon này nhá. Sản phẩm này thì mới nguyên hộp như này. Rất xịn sò và rất là hay luôn. Đấy, các bác dùng trong những trường hợp ví dụ như là các bác nhà các bác ô tô. Đấy ví dụ như là những cái ô tô đời cũ mà điều hòa nó yếu ấy. Đấy hoặc điều hòa nó hỏng ấy, thì các bác muốn sắm cho em một cái con quạt để các bác để cho ô tô thì con này là một cái lựa chọn hết sức hợp lý luôn. Đấy, đây. Nó có là bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy bẻ về đằng sau này. Bẻ đằng sau để bẻ về đằng trước này. Đó, rồi là các bác có thể là quay các hướng này. Đấy các bác quay điều chỉnh các hướng cho em nhé. Đấy, đây quay điều chỉnh các hướng này rất là linh hoạt và thoải mái các bác lựa chọn luôn. Đấy và cái con này và khi mà các bác điều chỉnh ấy thì các bác điều chỉnh ở đây nó sẽ có cấp độ này. Đấy cấp độ 1 này. Đấy, số 1 và số 2 nhá. Và các bác đẩy về giữa thì là số 0, tức là tắt đi. Còn nếu các bác muốn mạnh thì bật số 2, còn muốn mạnh vừa thì bật số 1 cho em nhé. Đấy hàng của nó thì sẽ là hàng hai quạt. Một quạt này thì sẽ có công suất là đi 10W này. Đấy công suất của nó sẽ là 10W nhá. Thì hai quạt này vào 20W rồi. Rất khỏe luôn và cực kỳ mát nữa nhá. Đấy cái tầm gió nó ra rất là mát. Tầm gió ra mất rất mát và nó êm quá. Quan trọng là cái động cơ của nó là cái động cơ không thổi than nên là dùng nó rất là bền. Đấy dùng rất là bền. Đây. Và cái đầu nguồn nó vào đây. Đây là cái đầu nguồn tẩu này. Đấy cái đầu nguồn tẩu. Thì cái này về bác làm có ô tô là các bác cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô là các bác xài thôi. Còn nếu mà nhà các bác mà không ô tô thì em sẽ có một cái giải pháp để cho các bác không ô tô. Thì thay vì các bác không có ô tô thì mình có thể dùng cho em cái bình ắc quy các bác nhá. Đấy thì đây, hiện tại em đang có một cái bình ắc quy nha, bình ắc quy xe máy 12V này. Thì
Khi mà các bác muốn mua thêm cái thiết bị để sử dụng cho cái bình ắc quy thì bên em sẽ bán cho bác cái đầu tẩu cái như này. Thì hiện tại bên em đang bán một cái đầu tẩu cái như này với mức giá là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu tẩu cái để các bác cắm đi chung với lại cái quạt này này. Thì cái đầu tẩu cái này hiện tại bên em đang bán là 40k một cái đầu tẩu cái này. Thì đây em sẽ hướng dẫn các bác xài luôn này. Cái đầu tẩu cái này nó sẽ có là hai cái đầu kẹp như này. Đấy, một đầu kẹp dương và một đầu kẹp âm. Thì các bác kẹp trực tiếp vào bình. Đấy, dương các bác kẹp vào dương nhá. Âm các bác kẹp vào âm cho em. Đấy, kẹp vào. Sau đó là ở đây là một cái đầu cổng vào. Đấy, nó hiểu là cái tẩu trên ô tô ấy, các bác cắm trực tiếp đây cho. Cắm vào đây. Đó, cắm vào cái quạt chạy luôn này. Và quạt chạy cực kỳ êm và rất mát luôn nhá. Riêng dòng này các bác không mát không lấy tiền các bác luôn. Mát cực kỳ vì nó là dòng quạt đôi mà đấy, động cơ không chổi than nó chạy rất khỏe và rất êm. Đấy, các bác biết những cái động cơ 775 của nó đấy. Đấy, nó quậy cái vòng tua nó rất là khỏe luôn. Đây mặt số 2 này. Đấy, nó phà mát dã man luôn. Đấy, thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc nhà các bác nào không ô tô mà có bình ắc quy ấy nên các bác để không thì nó lãng phí thì các bác mua cho cái này về. Đấy, mình quạt quậy cái thứ này rồi là trong trường hợp mà mất điện mất đóm cái thứ này thì các bác xài cho em cái này cũng ok luôn. Đấy, thì các bác chỉ việc là mua cho em cái quạt này về còn cắm trực tiếp với cái tẩu ô tô là các bác xài thôi, nó sử dụng nguồn là nguồn 12V thôi nhá. Còn nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài bình ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái đầu tẩu cái nhà không nhá. Đấy, thì tại một cái đầu tẩu cái này bên em đang bán là 40.000 một cái thì các bác có thể về kết nối cắm vào đây, sau đó các bác kẹp trực tiếp vào trong cái bình ắc quy như mình đó, bật quạt thế là quạt chạy có thế thôi, quạt chạy cứ phà rất mát luôn. Đấy, bình này các bác chạy chắc phải cả vài ngày nó hết luôn. Đấy, cái điện nó ít lắm ạ vì cái nó là cái động cơ không chịu than nó êm các bạn nên là cái công năng sử dụng nó tiêu hao cái điện nó rất là ít, nó không nhiều. Đấy, nhưng mà bù lại thì quạt chạy rất là êm và rất là mát luôn, rất êm mát luôn. Thì giá của nó một cái bộ sản phẩm một cái quạt tẩu 12V như này là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để dành cho những cái bác nào mà không dùng trên xe hơi dùng ở cuộc sống bình thường ở nhà mình thôi thì mua thêm cho cái đầu tẩu cái này thì cái đầu tẩu cái là 40.000 thôi nhá. Đó, còn quạt thì là 120.000 một cái. Về cứ kẹp trực tiếp vào cái bình 12V cho em là các bác xài thôi, rất ok luôn, dễ dàng sử dụng mà rất là hay, tiện ích thôi nhá. 120k một chiếc quạt tẩu 12V nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vòi nước V21 này. Các bác cứ lên mã như em sẽ cái vòi nước đơn hoặc là cái vòi nước V21 đều được nhá. Đấy, một chiếc vòi nước inox 304 rất là xịn luôn. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần hệ thống nước nhà mình các bác xài nhá. Con này thì inox 304. Đấy, phần khóa đây cực kỳ trơn tru, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, và lượng nước ra rất là đều. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Gen là gen 21 này. Đấy, gen 21 về các bác sử dụng. Đấy, đây nó có cả một cái phần khớp nối nhanh này. Đấy, đây, tay gạt của nhá, tay gạt là rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, rất êm luôn nhá. Đấy, con này dùng ok lắm, dùng chắc chắn và bền. Riêng những cái dòng inox các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, đây, phần núm này. Em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã cho em sẽ cái vòi nước V21 hoặc là vòi nước đơn đều được. Đấy, vòi đơn V21 nhá. Đấy, V21 này. Em báo giá luôn, giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán xá ra ít thì người ta phải bán cho bác khoảng tầm 70-80.000 một cái. Đây bên em gửi bác giá siêu tốt luôn. Đấy, inox 304 mà nó chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, tay cạt rất êm. Về các bác kết nối vào những cái gen 21, những cái vòi nước có sẵn nhà mình ấy. Đấy, các bác thay những cái vòi nhựa đi, chuyển sang dùng những con vòi inox cho em rất là bền luôn. Đấy, sử dụng ok, tay gạt nhẹ nhàng tình cảm nhá. 50k một cái thôi. Vòi đơn V21 nhá các nhá. Vòi đơn V1 50k, inox 304 luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng đó là cái lọ gia vị này. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái lọ đựng gia vị nhá. Đấy, lọ đựng gia vị em bán giá luôn. Một lọ này hiện tại em đang bán giá sẽ là 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị nhá. Đấy, 15k một lọ, giá rất hạt rẻ bình dân. Mà về các bác dùng đựng gia vị cực kỳ hay luôn. Đấy, cái này em dùng rồi hay lắm. Ở đây. Sản phẩm thì cái phần thân của nó là bằng thủy tinh nhá nên các bác dùng rất yên tâm rồi. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là phần nắp này và một cái rất là hay. Đấy thì về thì các bác tháo cái này ra. Đấy, sau đó các bác lắp vào đây xem. Lắp vào đây. Đấy, gen xoáy mà. Lắp vào đây, sau đó các bác đổ gia vị vào và các bác lấy cái phần núm lồi này và một cái thìa này các bác cắm vào. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm chặt vào nhá. Và lúc nào mà các bác lấy gia vị thì các bác bình thường các bác đậy nhầy nhá. Còn nếu các bác muốn lấy gia vị các bác mở nắp ra, xúc xem cái, hất ra, xúc gia vị mì chính mắm muối thứ các bác xúc cái, hất ra. Thế là xong. Đấy, không cần mình bình thường là các bác cứ hay phải thò tay hoặc thậm chí là khi mà tay ướt các bác thò vào đấy hay bị ướt gia vị, rất là khó dùng mà rất là khó sử dụng nhá. Thì các bác mua trong này về một cái sản phẩm rất thông minh luôn. Đấy, chỉ việc cầm một cái núm này, rút ra cái
lấy gia vị hất ra cái chà vào đấy, khi mà chà xong cái lại đậy kín vào đó, kín mít ngon lành luôn nhá. Phần trên này nhựa ABS, phần dưới thì là thủy tinh trong suốt rất chắc chắn luôn. 15k một cái lọ thôi nhá, chỉ có 15.000, lên mã em sẽ cái lọ gia vị nhá, 15k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng cà mèng này. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cà mèng. Ở trong Nam này các bác hay gọi cái này là cà mèng, hoặc là ở ngoài Bắc hay gọi là cặp lồng nhá. Đấy, cặp lồng thì em báo giá luôn. Cái này sẽ có dung tích là 1,6 lít nhá, là giá sẽ là 120.000 một cái nhá, 120.000 một cái. Đây dung tích 1,6 lít này. Đấy, con này thì các bác mang cơm đi làm này. Đấy, đi đi làm đi hoặc là đi bệnh viện này, đi đi dân văn phòng đấy, mang cơm mang nước đi làm, anh em công trình công trường mang cơm mang nước đi rất ok nhá. Thì đây một bộ sản phẩm của nó sẽ gồm có là một cái cặp lồng chính này đấy, để các bác đựng cơm canh vào đây này, rất dày rất chắc chắn luôn, dày lắm ạ. Đấy, inox 324 dày dã man luôn, có phần quai sách rất chắc chắn nhá. Đấy, đinh tán này làm rất thiết kế rất chắc chắn, dày luôn đấy, có thể là giữ nhiệt các bác giữ nhiệt cho em thoải mái luôn nhá. Và đi kèm mình của nó sẽ có là hai cái khay đấy, hai cái khay nha. Đấy, thì các bác có thể lồng vào đây. Đấy, ví dụ khay dưới đây các bác để đồ ăn này, hoặc là canh kệ các thứ cơm này. Khay bên trên này các bác đựng những cái đồ ăn, ví dụ thịt thà nữa vào đây, ok. Và đi kèm là một cái nắp đậy nha. Đấy thì các bác xoáy ren vào đây nha. Của nó là dạng ren xoáy, các bác xoáy vào cái là nó đậy kín nó luôn, rất kín nhá. Đấy các bác xách mang đi mang lại rất ok, rất tiện dụng. Mà chắc chắn bằng inox 34 thì các bác dùng nó rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời, mới trang nguyên hộp luôn nhá. Và cái nắp đậy này rất hay này, là khi mà các bác mở ra thì nó sẽ biến thành một cái bát các bác nhá. Đấy, biến thành một cái bát để các bác có thể ăn cơm vào đây được luôn. Đấy, thì ví dụ các bác mang đi, các bác chỉ mang cho em là một cái thìa một đôi đũa thôi, không cần phải mang bát biết gì cả. Đó thì đây nó đã có sẵn cái nắp này, coi như các bác dùng thành một cái bát được luôn rồi, rất tiện dụng luôn. Đấy, phần quay sách này, sách mang đi mang lại rất ok. Dung tích là 1,6 lít nhá. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời. Giá của nó thì sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cà mèng hoặc là cái cặp lồng đều được nhá. Đấy, 1,6 lít nhá. Giá nó sẽ là 120.000 một cái cà mèng hoặc là lên mã nhà em là cái cặp lồng đều được nhá. 120k dung tích 1,6 lít, rất ok, chắc chắn, chất lượng lắm, cầm nặng trịch luôn. Đấy, dày rất inox dày lắm ạ, inox dày. Đấy, vừa có bát này, vừa có khay để các bác đựng đồ ăn các thứ này. Quá tiện dụng luôn. Đấy, đi làm công trình công trường văn phòng rồi ví dụ như là mang cơm cho người ốm người bệnh, mang vào bệnh viện cũng ok luôn các nhá, rất tiện dụng. Mang đi bạn lại ok. 120k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo đi đây, hôm nay bên shop về cho bác một cái lô chảo Hàn Quốc rất là xịn nhá. Đây lô chảo Hàn Quốc này. Lô chảo hàng Hàn Quốc, size này của nó sẽ là size 32 cm, hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới nguyên hộp, hàng thanh lý siêu thị, rất xịn sò. Đấy, em báo giá luôn 140.000 một cái chảo thôi, chỉ có 140.000, giá siêu hạt rẻ nhá. Đấy mà rất chất lượng, chống dính ngon lành luôn nhá. Đấy, chống dính ngon lành đây. Sản phẩm này thì đây sẽ gồm có là vung này, vung kính cường lực trong suốt nhá, để các bác có thể là tiện theo dõi đồ ăn các thứ, ok. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là cái phần quai vung. Đấy, cái phần tay nắm và vung ấy, để về các bác lắp vào nhá. Còn đây thì em quay nhanh thôi, thì nó nguyên túi này thì về các bác lắp vào, nó có ốc vít đầy đủ hết rồi, về các bác tự lắp này. Phần cán chảo này thì cũng tháo rời ra không nhá. Đấy, tháo rời luôn đây. Đấy, chữ Hàn Quốc này. Và đi kèm thì sẽ có kèm luôn các bác một cái môi để các bác xào. Đấy, những cái chảo dung dính ấy là các bác xào, và các bác nấu các bác để ý ấy, các bác dùng những cái môi bằng gỗ ấy, những cái đồ bằng gỗ thì nó đỡ xước cái chống dính thì nó sẽ giữ được bền hơn các bạn, giữ được bền hơn. Đấy thì bên nhà xuất rất cẩn thận là sẽ có kèm cho bác một cái môi bằng gỗ này, rất là ok luôn này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc chảo này. Chảo này thì đường kính của nó rất là rộng luôn, 32 cm nhá, và rất sâu lòng nhá. Cái này sâu lòng nó phải dựng lên khoảng tầm 10 cm, sâu lòng lắm. Các bác xào nấu vào đây cho em rất ok. Đấy, xào nấu rán nước rán giếc cho em ok. Bên ngoài bên trong thì đều được tráng một lớp chống dính vân đá nhá. Đấy, tráng một lớp chống dính vân đá này, đây bên trong này, ở bên ngoài này, ở bên ngoài này. Cái này thì có thể dùng được mọi loại bếp luôn nhá, không kén bếp đâu, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại các thứ là các bác chơi hết cho em luôn. Đấy, bếp từ, bếp ga là dùng hết luôn, rồi là bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp than dùng hết các bác nhá. Đấy, dùng hết luôn đây, tráng chống dính ngon lành, thì về các bác chỉ việc lắp đặt và các bác xài thôi. Khi mà gửi thì bên em sẽ tháo rời ra đấy để tiện cho việc vận chuyển nhá. Còn đến nơi thì các bác cứ nhận hàng đấy, sau đó các bác kiểm tra và về các bác tự lắp đặt và các bác xài đó, thì khi lắp đặt và các bác xài thôi, rất là ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha luôn đấy, mới keo nguyên hộp này, các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, quá ok. Đấy, dùng được cho em tất cả các loại bếp nhá, bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều được nhá.
Và hàng này của nó là hàng size to, hàng size là 32 cm. Nên là khi mà các bác nấu nướng vào đây nó rất là rộng rãi thoải mái nhá các nhá. Đấy, nấu nướng đây rất là rộng rãi thoải mái. Và cái hay của sản phẩm này là nó có kèm vung này. Đấy, kèm vung này. Ví dụ như khi mà các bác dán giết các thứ này thì các bác đậy vung vô không nó bị bắn dầu bắn mỡ ra ngoài này. Hoặc là ví dụ các bác mình muốn dán xong mình muốn nấu luôn một cái nồi canh ở đây chẳng hạn này. Đấy thì nó có vung này, các bác nấu luôn được nồi canh. Đấy có vung viếc đậy vào. Đấy đun nước các thứ nhanh sôi luôn nhá. Đấy và ví dụ như mình có hầm hiếc ở đây cũng ok vì nó có cái vung này giữ nhiệt này. Đó ok luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo Hàn Quốc nhá. Hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng mới nguyên hộp nha. Giá sẽ là 140.000 và size của nó sẽ là size 32 cm nhá. Đấy, size 32 cm, size to đúng không nhá? Size to đấy, không phải size nhỏ đâu. Đó, rất rất nhá. À, phụ kiện thì đầy đủ bên trong chảo luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra sau đó về các bác lắp đặt là xài thôi. 140.000. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo Hàn Quốc 32 cm nhá. Đường kính là 32 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp băng gô này. Đấy, hộp băng gô hay còn gọi nhiều bác hay gọi là cái hộp băng dán vết thương nhá các bác nhá. Đấy, băng dán vết thương. Một hộp này là 100 miếng này. Đấy, 100 miếng thì nó sẽ có 4 loại băng gô trên hình các bác đang coi đây, mà hình tròn này, các loại ngắn ngắn này, loại dài này và các loại nhỏ nhỏ này để các bác dính đa năng hầu như là tất cả các loại vết thương. Đấy, từ to đến nhỏ ok luôn nhá. 100 miếng hàng rất là xịn luôn. Và cái băng dính này nó không như những cái dòng băng dính thông thường ấy, không như những dòng băng gô thông thường các bác mua ngoài chợ đâu. Đấy, ví dụ mua ngoài quán xá thôi. Cái này của nó là hàng siêu dính luôn. Mà ví dụ như là các bác dính xong mà tay chân của bác hoặc những cái chỗ đau, các bác có bị vào nước ấy, không lo nó bị bong đâu nhá, không lo nó bong đâu. Đấy, vì cái này em dùng thực tế rồi, bình thường là các bác hay dùng những cái loại ở cửa hàng cửa hiệu ấy là dính ấy là khi mà gặp nước là rất là dễ bong như con này này. Cực kỳ ok luôn, về các bác cứ dính thử cho em đi. Đấy, cam kết bác luôn, dùng thích lắm. Đó. Mà một hộp này là 100 miếng, nó có 4 loại băng gô khác nhau này luôn. Đấy, 4 loại này để các bác dính đa các vết thương. Đấy, và cũng như là sử dụng cho cả gia đình nhà mình. Đấy, mua một hộp 100 miếng về xài cả gia đình, xài cả năm rồi luôn. Đó. Mà giá thì siêu hạt rẻ, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp băng gô hoặc là hộp băng dán vết thương đều được nhá. Một hộp này thì hiện tại em đang gửi bác là 100 miếng này, với giá nó chỉ có 20k thôi, 20k lên mã giúp em sẽ là cái hộp băng gô nhá. Băng gô hoặc là băng dán vết thương. Một hộp là 100 miếng là 20k là nó có đủ loại như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đóng gói trong hộp này. Về các bác chỉ việc lấy ra các bác xài, hoặc là nếu mà không các bác lấy ra các bác để sẵn luôn vào trong tủ cái tủ thuốc nhà mình ấy. Về là cứ đến đâu mình lấy ra mình xài đấy thôi. Đấy, xem cái mẫu nào nó phù hợp với cái vết thương mình bị. Đấy thì các bác lấy các bác dán vào là xài. Hình tròn này. Rồi là cái loại ngắn ngắn tầm trung này, cái loại dài hẳn này và một cái loại nhỏ nhỏ này. Đấy, 4 loại nha, là tổng là 100 miếng nha các bác nhá, 20k một hộp. Về một số cái mã hàng thiết bị điện để cho các bác sử dụng trong cái dịp chuẩn bị đến cuối năm này. Đấy, về phích cắm, ổ cắm rồi cả át yếc về các bác lắp đặt sửa chữa lại điện đó cho mình này. Đó thì đây, lên luôn cho bác đó là cái con át cóc 30A nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn 40.000 một con át cóc 30A nha. Đấy, 40.000 một con thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Hàng này thì của Việt Nam, sản phẩm của công ty Lan Phượng này, cụm công nghiệp Đoàn Tùng Thanh Miện Hải Dương này. Đó. Cầu giao an toàn nhá. Con này thì nó là cái át cóc. Át cóc nhưng mà các bác có thể làm át tổng được luôn. Đấy, công suất của dòng này của nó là 30A, cái mã anh em đang bán là 30A nhá. Đó. Thì đây. 30A này. Đấy, dùng các bác dùng để đóng ngắt này rồi là chống chập cháy thoải mái luôn. Con này thì nó không chống giật đâu nhá, nó chỉ có chống chập cháy thôi. Chống chập cháy thì át nó cũng nhảy luôn. Đấy, rồi là chống quá tải này. Đó. Rồi là dùng để đóng ngắt được luôn này. Đấy, ví dụ các bác dùng để đóng ngắt tổng nhà này, rồi là tổng ngoài cột này. Đó, rồi là làm tổng phòng cũng được luôn. Đấy, nói chung là nó cũng khá là hay mà nó giá là hạt rẻ, nó bình dân. Mình không cần quá nhiều cái công năng sử dụng thì mình dùng con này cũng hợp lý. Đó, mà giá nó hợp lý. Át cóc 30A nhá, 40.000 một con này. Đấy, công suất là 30A, nó là dòng át cóc nhá. Thì về các bác có thể là lắp vào hộp hoặc là lắp vào hộp điện nhà mình cũng ok. Đấy, hai cực vào hai cực ra đây. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng xịn ok luôn. Đó. Rất chắc chắn nha, chắc chắn lắm. Đó. Chống chập, chống cháy rồi là đóng ngắt, chống quá tải ok luôn. Công suất 30A, 40.000 một con này, hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, thiết bị điện Việt Nam này, át cóc 30A 40.000. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cái hộp nha. Cái hộp át này thì các bác cứ lên mã cho em xem cái vỏ át. Vỏ của con át cóc thì đang bán cho bác là một cái vỏ này là 10.000, nó là vỏ nhựa. Cái này thì trong những trường hợp mà các bác lắp nổi là một này, rồi ví dụ như là mình không có hộp kỹ thuật thì mình có thể lắp nổi thì mình dùng cái hộp này cho em. Thì khi mà các lắp cái hộp này vào rất là đẹp luôn đây. Khi em lắp cái hộp này vào này, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, lắp cái hộp này vào là nhìn uy tín luôn.
nhìn sang cực kỳ đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, lắp cái đế này vào bắn vào tường, sau đó các bác úp cái hộp này lên, quá ok luôn. Đấy, có cả lỗ để cho dây ra, rất là hợp lý nha các bác nhá. À, con này cái vỏ hộp này, cái vỏ át như này thì bên em đang gửi bác là 10.000, còn cái con át này thì là 40.000, lấy cả vỏ cái hộp là 50.000 luôn. Đây, như một bộ như này là cả vỏ cả át như này là 50.000 này. Đó, rất xịn sò, ok luôn. Đấy, về các bác dùng làm đóng ngắt, chống chập cháy, chống quá tải các thứ là cũng hợp lý rồi. Làm tổng phòng hoặc là tổng nhà, tổng gia đình cũng ok luôn. Đấy, dùng được điện 220 thôi nhá. Hàng của Việt Nam mà nên là người Việt dùng là quá ok rồi. Tiếp theo thì lên cho bác một cái mã mới, đó là cái ổ điện 8.000W này. Đấy, ổ điện siêu chịu tải nhá. Con này thì các bác xài những cái con máy lớn, những cái con máy công suất cao. Đấy, đây chuyên dùng cho thợ công trình này, các thiết bị điện có công suất lớn này, thiết bị văn phòng này, máy vi tính này, lò vi sóng, nồi lẩu, bếp điện từ này, tủ lạnh, ấm siêu tốc, nồi cơm điện này. Đó, ưu điểm là mặt ổ làm bằng nhựa ABS chống cháy nhá, vỏ siêu bền chịu va đập này, lõi xứ chống cháy, có lò xo tăng lực kẹp chống mô ve, chịu được 3 thiết bị công suất 2.000W cùng một lúc. Đấy, thì chịu tổng được của nó lên đến là 8.000W luôn. Ổ xịn chắc chắn lắm, ổ cầm nặng trịch luôn. Ngoài ra thì có cả đèn báo nhá. Một cái ổ này của nó là 1, 2, 3, 4 lỗ này. Chân dẹt, chân tròn các bác cắm là hết luôn. Chân 3, chân 4, chân cắm ok. Đấy, cái này thì nó chỉ nguyên ổ thôi. Về thì các bác có dây, các bác lắp dây vào cho em nhá. Cái này thì hàng này nó chỉ nguyên ổ thôi. Đấy, ổ điện không kèm dây nhá, chỉ nguyên ổ không là 50.000 nhá, 50.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái ổ điện chịu tải, siêu chịu tải nhá, 8.000W nhá. 50.000 một cái này. Đấy, 50.000 một cái này thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà ổ rất chắc chắn, xịn sò ok. Đấy, hàng này thì cũng cùng hãng với lại cái con ad kia. Đấy, cũng của công ty điện là thiết bị điện cao cấp Fanagon này. Đấy, cái này cũng công ty thì cũng rất là nổi tiếng, chuyên dùng sử dụng sản xuất thiết bị điện. Đấy, cho người Việt Nam nên là các bạn yên tâm rồi. Đấy, toàn hàng ưu Việt thôi. Rất ok nhá. Ổ điện siêu chịu tải 8.000W nhá, 8.000W, 50.000 một cái này. Nó chỉ nguyên ổ nhá. Về là bác có dây các bác đấu vào. Cái này thì bên em bán chỉ nguyên ổ thôi. Giá là nguyên ổ là 50.000. Ngoài ra thì có cái loại 6.000W nhá. 6.000W thì con này thì là giá của nó sẽ là 80.000. Con này thì nó lại có kèm cả dây. Đấy, thì tùy nhu cầu nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Em có hai loại như thế. Con này là 6.000W này. 6.000W thì nó sẽ có 3 ổ cắm, có cả đèn báo và có cả dây luôn. Dây của nó sẽ là dây đúc. Con này dây mềm, dây mềm này. Dây mềm chịu tải cao, phích rồi là ổ đúc liền luôn. Đó, đây. Một cái ổ của nó như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Chịu tải lên đến là 6.000W này. Đấy, 6.000W nhá. Hàng cũng của Fanagon này, tiện dụng mà vừa giá này. Chuyên dùng cho thiết bị văn phòng, máy tính, máy in này, máy photocopy này, thiết bị điện gia đình này, lò vi sóng, nồi lẩu này, thiết bị cầm tay, máy công trình này. Đồ gia dụng có công suất lên đến là 6.000W nhá. Đấy, cũng có các đặc điểm ưu điểm là chống cháy, chống vỡ này, rồi là tiện dụng này, rồi là có kẹp lò xo chống mô ve thứ này. Nói chung là toàn những tính năng ưu việt thôi. Đấy, con này thì nó có kèm cả dây, thì về các bác xài sử dụng, các bác lắp đặt, hoặc là ví dụ về con này về các bác lắp những cái cắm những cái nồi lẩu này, rồi là bếp từ thứ này. Đấy, nói chung nó khá là hay đấy, mà giá là hạt rẻ bình dân, chịu tải 6.000W nhá. 6.000W thì là 80.000, còn cái loại mà nguyên ổ không 8.000W thì là 50.000. Đấy, tùy nhu cầu các bác lấy loại nào có báo nha, em gửi cho bác loại đấy nhá. Đó, đây 6.000, đây 6.000, 80.000 có kèm cả dây. Đó, đây là 6.000 đây, còn cái loại này là 8.000, chỉ có nguyên ổ không thôi, không kèm dây. Về các bác có dây tự đấu vào nhá, là 50.000 một cái này các bác nhá. Đây, về cho bác một ít kia mã dây thông cống hàng nước ngoài này. Cái này hàng bãi em không rõ là nước nào, nhưng mà cái này ở đây là nó trị giá là 2,99 euro, thì là hàng của châu Âu đâu ạ, hàng của châu Âu. Đây, hãng của nó đây, Carap này. Đấy, cái này là cái dây thông cống kiểu dạng dây để các bác quay ấy, các bác cho vào các bác quay ấy, để các bác thông cái cống nhà mình, mỗi lần nó bị tắc hay là ví dụ như là tóc rác giờ nó cặn ở trong cái cống nhà mình, thì các bác dùng cái dây này, các bác thọc nó xuống, sau đó là các bác dùng cái tay quay này. Đấy, dùng cái tay quay các bác quay. Đấy, quay thì nó sẽ cuốn cái rác vào và các bác kéo được lên. Đấy, để dùng để thông cống nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là dây thông cống kiểu dạng lò xo đấy. Đấy, dây thông cống 1,5 m nhá, dây này 1,5 m. Đấy, hàng châu Âu. Đấy, hàng châu Âu, hàng xịn luôn đấy các bạn. Hàng xịn vẫn còn nguyên
tang mác hàng nó là hàng thanh lý siêu thị rất là xịn luôn. Đó, đây các bạn nhìn lò xo này, rất là dày đẹp chắc chắn luôn. Cái này thì em bán 50 ngàn một bộ này các bạn nhá, 50 ngàn một cái này. Đấy, cứ lên mã giúp em sẽ là cái sợi dây quay này để thông cống này. Đấy, quay tay quay này để thông cống, giá của nó sẽ là 50 ngàn, dây dài 1,5 mét nhá. Đấy, 1,5 mét thì các bác sử dụng gia đình thông những cái cống gia đình mình là quá ok rồi. Tóc rác các thứ giờ nó bị cặn, bị tắc cống thì các bác dùng cái này, dụng cụ này để các bác thông như em nhá. Đấy, dụng cụ dây cứ lên mã em sẽ là cái dụng cụ hoặc là dây thông cống nhá, dây thông cống dài 1,5 mét nhá, 50 ngàn một cái sợi dây nhá, 50 ngàn một cái sợi dây nhá, hàng châu Âu đấy các nhá. Đấy, bình thường giá nó đang bán trên siêu thị của nó là 2,99 euro này. Đấy, nó cũng đắt đấy, nó phải rơi vào nằm mấy trăm nghìn một sợi đấy các nhá. Đấy, bên em thanh lý giá hàng thanh lý thì chỉ có 50 ngàn thôi các nhá. Tiếp theo này em về mấy cái mã lò xo này. Đấy, lò xo to nhỏ lẫn lộn nhá, về cho các bác sử dụng. Hàng này cũng là hàng thanh lý ở siêu thị, hàng bãi, kiểu dạng bãi châu Âu thôi nhá. Đấy, hàng thanh lý công rất xịn sò, hàng công ty luôn nhá. Đây, đấy, nó sẽ có lẫn lộn cả to nhỏ luôn để về các bác xài, đặc biệt cho anh em nào thợ thuyền sửa chữa này, rồi các bác lắp cho lò xo chân trống này, rồi là những cái lò xo dụng cụ mà nó có lò xo để về các bác dùng để chế cháo nhá. Hàng dày đẹp á, các bác nhìn này, hàng dày đẹp, thép bóng đẹp luôn. Đó, đây rất xịn sò, ok. Cái này thì em sẽ bán cân ký nhá. Đấy, chỗ này em đang cân là của nó là đi nửa cân này, nửa cân thì nó được khoảng tầm 2, 4, 6, 8 chục. Đấy, một chục cái lò xo nha. Đấy, cái này thì có thể là nó sẽ ít hơn hoặc có thể nhiều hơn, vì cái này nhà em đang cân mẫu cho bác một mẻ thôi, chứ còn ví dụ như là các bác nhiều khi là nhà em nhặt có thể nó sẽ hơn. Đấy, vì nó to nhỏ nó lẫn lộn mà, nên là hàng bốc xô, nên là nó nói chung là nó cứ khoảng nhá, khoảng tầm chục cái một nửa cân. Đấy, thì các bác cứ lên mã nhà em sẽ là cái lò xo cân ký. À, một nửa cân như này thì bên em một nửa ký nhá. Đấy, một nửa ký 0,5 kg thì sẽ có giá là 30 ngàn. Tính ra nếu mà một chục cái nhà thì nó rơi vào có 3 ngàn một cái thôi, giá rất là rẻ mà lò xo rất là xịn luôn. Đây, đấy, chỗ này là một nửa cân đây này. Đây, chỗ này em đang cân là một nửa cân đây này, đó là 30 ngàn nhá, 30 ngàn, giá quá bình dân luôn. Đấy, các bác mua một nửa cân này về xài thoải mái luôn. Đấy, thay những cái lò xo chân trống nhà mình nó đang bị hỏng hóc này, rồi là những cái thiết bị nhiều khi nó dùng những cái lò xo này, về các bác xài sử dụng thay tháo nó vào là ok. Đấy, hàng mới nhá, hàng vẫn còn mới, hàng thanh lý công ty vẫn còn mới keng luôn này. Đó, lò xo cân ký nhá. Đó, một nửa ký là 30 ngàn, rất là xịn sò luôn. Tiếp theo thì ở đây em có một ít cái mã quạt sò, quạt tản nhiệt của Panasonic này. À đâu, cái này của Toshiba nhá, cái này của Toshiba, nó dùng điện là dùng điện 5V. Đấy, 0.22A. Mã của nó sẽ là C986C này. Đấy, chuyên dùng cho các bác sử dụng thay tháo vào những cái con quạt tản nhiệt ở trong máy tính này, rồi là những thiết bị sử dụng này. Đấy, nó là dạng quạt sò, quạt tản nhiệt nhá. Đấy, quạt sò còn tản nhiệt. Các bác cũng có thể mua về để các bác chế cháo nhiều thứ. Nó dùng cái nguồn 5V nên là nó cũng khá là dễ sử dụng, dễ lắp đặt, dễ chế cháo nhá. Đó, thì cái này bên em sẽ bán theo cái, một cái này thì là 10 ngàn. Đấy, một cái này là 10 ngàn, còn các bác lấy 3 cái nhá, 3 cái như này thì sẽ có giá là 20 ngàn. Đấy, 3 cái là 20 ngàn, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái quạt sò. Đấy, quạt sò của Toshiba. Đấy, hàng tháo máy của Toshiba này. Đó, Toshiba sử dụng giúp em là điện 5V nhá, sử dụng giúp em sẽ là điện 5V của Toshiba, quạt sò nhá, quạt sò Toshiba 10 ngàn một cái, lấy 3 cái thì sẽ có giá là 20 ngàn. Đây, nó có cái đầu dây nguồn ra này. Đấy, có cái đầu dây nguồn ra để về các bác đấu nối chế cháo sử dụng nhá. Đó, 10 ngàn một cái, 3 cái 20 ngàn. Đó, quạt sò của Toshiba có nhá, sử dụng nguồn là nguồn 5V. Rồi tiếp theo thì là lên cho bác, đó là cái dụng cụ dao làm bánh này. Cái này thì nó là công, nó có một ít cái mã này thì em, cái này em không chuyên bán đâu, nhưng mà có một ít cái mã này là công thì thôi lên quay bán luôn đi bác, bán nhanh thôi. Cái giá này thì chắc là giá này gần như là giá bán ve chai bác rồi. 10 ngàn một cây này, về chuyên để cho các bác làm bánh, bác nào hay làm bánh gato ấy, rồi là bánh kem các thứ giờ, đặc biệt cho những cái chỗ cửa hàng làm bánh rất là xịn. Hàng này cũng hàng thanh lý siêu thị Nhật đúng không nhá, rất là xịn. Đây là các bác nhìn này, toàn chữ Nhật đây này. Đó, toàn chữ Nhật luôn. Đó, hàng thanh lý siêu thị Nhật, em bán giá ve chai đồng nát cho bác thôi. 10 ngàn đúng không nhá, 10 ngàn một cái cây dao làm bánh như này. Đấy, 10 ngàn một cây, tay cầm cán gỗ rất chắc chắn luôn. Đấy, các bác dùng để vuốt bánh kem này,
rồi là cắt bánh các thứ là cũng ok luôn đấy. Nói chung là dụng cụ dao làm bánh nhá, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dao làm bánh, bên em thanh lý xả kho cái mã này chỉ có 10 ngàn một cây thôi đấy, 10 ngàn một cái cây dao làm bánh nha, 10 ngàn một cây đấy. Cái nào bác nào mà nếu mà con thép này chắc em nghĩ là bác nào mà có chút tay nghề về các bác mài có khi thành con dao luôn đấy, về các bác mài có khi thành một bên là thành lưỡi dao để về các bác cũng có thể cắt được luôn này đấy. Thì về các bác mua về chế cháo hoặc sử dụng hoặc là xài nhá. Đó, 10 ngàn một cây nè, dao làm bánh nhá, cứ lên mã em sẽ được cây dao làm bánh 10 ngàn một cây. Hàng thanh lý của siêu thị Nhật nó vẫn còn nguyên cái tang mác này đấy, vẫn nguyên tang mác toàn chữ Nhật hết này. Đó, 10 ngàn một cây nhá, dao làm bánh. Con này thì chiều dài nó rơi khoảng tầm 30 cm, cái phần bản lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 nhá. Đó, nó khá là dày rất là chắn. Đó, 10 ngàn một cây thôi, giá thanh lý bán ve chai bác luôn. Cái đèn mã đèn âm trần này, cái này thì em cũng bán hộ đâu nhá, bán hộ thôi, số lượng không nhiều đâu bác, chắc khoảng tầm hơn 20 con. Hàng họ thanh lý cửa hàng cái mã này thì nó kiểu nó không còn nữa ấy, vì nó hết cái mã này, nó cắt cái mã, nó không sản xuất mã này rồi, thì còn ít cái mã này em thanh lý hộ cửa hàng này đấy. Hàng của công ty thiết bị điện G8 này đó, hàng của Việt Nam nhé, hàng Việt Nam. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn âm trần đó, con này thì em thanh lý xả cái mã luôn, 50 ngàn một cái mã đèn âm trần này, công suất của nó sẽ là 7W nhá, 7W, góc chiếu là 105 độ này. Con này như là của nó là nó có mấy màu ạ, em test nó có mấy màu luôn đấy, có cả màu trắng cả màu vàng luôn ạ đấy, có cả màu trắng cả màu vàng luôn đó. Nói chung là về các bác lắp thay thế những cái đèn trần nhà mình, đèn đẹp lắm đây đấy, quay bác luôn đấy, thiết kế chỉ vàng rất đẹp nhá, nhìn sang trọng lịch sự mà thiết kế rất đẹp. Đây có cả lẫy cài đầy đủ luôn này đó, rồi là dây này. Cái mã này sản xuất là ngày xuất của nó là 15 tháng 11 2023 này đấy, hàng này cái mã này của nó hết nên là nó thanh lý đấy, thanh lý xả các mã này để nó làm cái mã mới mà, nên là giá nó tốt. Thương hiệu trách nhiệm thiết bị điện G8 này, công suất là 7W này, sử dụng với em là điện 220 nhá. À đây này, đổi màu này các bạn nhìn này đấy, nó in cả chữ đổi màu, tức là nó có cả màu trắng màu vàng màu trung tính đấy đó, xịn lắm, chắc chắn cực kỳ luôn nhá, chắc chắn. Mà cái đây cái lò xo này cũng thiết kế rất chắc chắn này, về các bác cài lên là xài thôi đó. Đèn âm trần nhau nhá, đèn đèn âm trần đó, 50 ngàn một con. Cái này thì số lượng hơn 20 con nhá, không có nhiều đâu, bác nào mà chốt hết thì báo em để cho bác giá tốt luôn. Đó, công suất 7W nhá, đèn âm trần 50 ngàn. Cái này các bác cứ ra cửa hàng hiệu thì 80-90 nghìn một con, thoải mái luôn thật sự. Đây thì em bán thanh lý cho bác, thanh lý hộ thôi, chỉ có 50 ngàn thôi. Đó, đèn âm trần nhá, 50 ngàn một con này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mic hát karaoke của Mỹ này. Đó thì em báo giá luôn lên mã cho em sẽ là cái mic hát karaoke của Mỹ nhá. Đấy, mic Mỹ có dây này. Một cái chiếc mic Mỹ này giá của nó sẽ là đi 290 ngàn nhá, 290 ngàn, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 290 ngàn. Một chiếc mic Mỹ có dây nhá. Đấy, con này thì thu cực kỳ tốt luôn, âm thanh trong trẻo nha, nghe hát thu hát rất là hay. Đấy, nói chung là như ca sĩ luôn nhá. Này em bán khá nhiều rồi, các bác khen rất là hay luôn. Đấy, các bác khen hát hát thu tốt không bị hú này, mà thứ hai là nghe trong nhá, nghe trong. Đây, đấy cái thanh thu ra nghe rất là trong. Hàng này của Su nhá. Đấy, cờ Mỹ này. Đó. Em chỉ luôn cái nút on off nhá. Nhiều bác về là bảo là không biết cái nút on off ở đâu, thì Mỹ đôi khi là hàng châu Âu đôi khi người ta thiết kế nó hơi dị một chút, thì đây, cái nút on off của nó ở sẽ ở đây nhá. Thì các bác xoay cái vòng này, đấy, xoay về cái bên chỉ off thì nó là off, còn các bác chỉ xem cái phần on nó chỉ về nào thì các bác xoay về đấy thì nó sẽ là bật. Đấy, còn off về này thì là tắt nhá. Đấy, và đây bên trong nội thất này, em xoáy bác con. Đó, đây. Rất đẹp luôn, thiết kế cực kỳ chất lượng nhá, đây. Made in USA này. Đấy, các bác thấy dấu Made in USA chưa? Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá, đẹp lắm. Đấy, cái này thì các bác có thể vệ sinh, tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn. Đấy, đấy là cái phần màng chắn gió chắn bụi thứ này. Đó, rất đẹp luôn, thiết kế một chiếc mic rất đẹp nhá. Và đây đi kèm thì sẽ có là dây của nó dài sẽ là dây 5m nhá, dây 5m này, dây 5m, dây đây Made in USA này. Đó, Made in USA nhá, rất xịn luôn. Dây chống gập chống rối nhá, dây chống gập chống rối, các bác nhìn cái phần đầu khuy nó này. Đấy, thiết kế này các bạn, đẹp dã man luôn. Đấy, trong vắt luôn nha, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, nhìn nó từ cái đầu khuy thứ là nó kết nối, nó thấy nó rất là chắc chắn rồi. Thì về các bác kết nối ở đây cho. Đấy, cắm ở đây. Các bác nhìn cắm cho nó đúng chân nhá. Đấy, cắm cho đúng chân. Đựa cắm đúng chân là ok.
đó các bác cắm kêu tay cá là xong đấy. Còn cái phần này các bác cắm trực tiếp vào trong âm ly những cái thiết bị nó thu phát âm thanh, các bác cắm vô là xong đó. Thiết kế rất chắc chắn, các bác nhìn phần mic này thiết kế cực kỳ là sắc sảo và đẹp luôn đó. Giá thì bên em gửi bác giá một chiếc mic của Mỹ này sẽ là 290.000 nhá, bao gồm là một thân mic và đi kèm là một sợi dây chống gập chống rối nhá. Mic thì thu rõ tốt đấy, âm thanh trong trẻo nhá và xịn chất lượng. Nói chung là em bán khá nhiều rồi, các bác phản hồi về hát hay như ca sĩ luôn, các bác bảo thế hát rất là hay luôn đó. 290k thôi nhá, mic Mỹ có dây 290k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thắt lưng cá sấu vàng này. Lên mã cho em sẽ là cái hộp thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đây một hộp của nó nha, đấy đẹp cực kỳ luôn. Cái này các bác cũng có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất đẹp luôn. Đây đó, quá đẹp luôn này. Đây tại sao gọi là cá sấu hộp vàng thì đây, bên trong hộp của nó là màu vàng thì em gọi luôn sẽ là hộp thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Đấy, thắt lưng cá sấu hộp vàng là một bộ này là 130.000 các bạn, chỉ 130.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường là các bác mua ra quán ra xá giờ mà nó chỉ có nguyên dây không, không có hộp hiếc gì, nó là rơi khoảng tầm 150.000 một sợi rồi. Đây bên em bán cả hộp cả dây luôn, nó chỉ có 130.000 thôi. Các bác mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, mua về sưu tầm. Đấy, bình thường ví dụ các bác mua thắt lưng về xài là các bác được lời thêm một cái hộp nữa rồi. Đấy, về các bác để đồ đẹp, đấy cũng rất là đẹp luôn. Đó, đây logo là cốt này cực kỳ xịn này, còn đây là thắt lưng nhá, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt rất đẹp, đấy, mặt mạ vàng cực kỳ đẹp này. Đấy, logo hình cỡ xấu này, có tang mác các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hàng này hàng thanh lý siêu thị Nhật nhá. Đây này, của nó nếu mà bình thường là trong Nhật người ta đang bán là 1.888 yên này này. Đấy, giá rất cao luôn nhá, giá rất cao luôn đấy. Mặt rất đẹp luôn. Và đây là phần dây nhá, dây của nó vân lên rất ok nhá. Đấy, vân cỡ xấu lên cực kỳ đẹp này. Rồi là cái phần da nó rất là mềm, da mềm dã man luôn. Đấy, và dạng này sẽ là dạng lẫy cài nhá. Đấy, dạng khuy lẫy cài. Đó, dạng khuy lẫy cài. Thì một sợi dây thắt lưng như này, cả hộp cả dây thì hiện tại em đang gửi bác giá một cái sợi thắt lưng cá sấu hộp vàng, giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k một cái hộp sợi thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp cả dây luôn nhá. Đấy, cả hộp cả dây gửi các bác luôn. Đó. Vỏ da bên ngoài hộp cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, có phần móc đeo, các bác có thể sách mang đi mang lại, mua về làm quà biếu tặng, sách đi nhìn cũng rất là sang trọng lịch sự luôn nhá. Đó, hộp thắt lưng cá sấu, thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130.000 một chiếc thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp và cả dây luôn, là 130.000, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, các bác cứ ra quán các bác mua thoải mái luôn, hộp không mà cái chất lượng thắt lưng cũng không được ngay luôn, mà giá nó rồi còn tầm 150-200 rồi. Đây bên em bán gọi là cái giá chiên, giá cái giá gọi là giá siêu tốt luôn rồi, nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua nhá. Thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá, 130k một sợi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ áo mưa của Tú Phong này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam nhưng mà cực kỳ chất lượng luôn, bộ áo mưa. Đấy, bắt đầu đang vào mùa mưa rồi này. Đấy, thì các bác mua cho cái bộ về, các bác sắm bộ về. Đấy, các bác đi làm này, rồi là đi học, đi chơi. Đấy, mình mua cho em một cái bộ này về dùng rất ok. Đấy, 100% thì không thấm nước nhá. Đấy, sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng do người tiêu dùng mình chọn nhá, đạt rất nhiều cúp luôn. Cái đấy, nói chung là cái thương hiệu Tú Phong rất nổi tiếng, chuyên về sản xuất áo mưa nhá, bộ áo mưa. Đấy, hàng này của nó là hàng hai lớp nhá, chống mưa và chống lạnh nhá. Đấy, VIP 1 này, cực kỳ chất lượng luôn, đóng gói rất ok. Sản phẩm này thì nguyên hộp nha. Đấy, một bộ nhá, bao gồm là cả quần và cả áo luôn nhá. Đấy, bao gồm là cả quần và cả áo luôn. Đấy, thì đây, hàng của nó hàng hai lớp nhá, chống nước cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn, dày dẫn, dày chắc chắn lắm. Đấy, may khâu cái thứ này, đường kim mũ chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận đó nhá. Đó, thì đây quần này. Đấy, quần. Đấy, quần thì đai của nó sẽ là đai chun nhá, nên là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác đeo là hết luôn. Đấy, đai chun này thì nó free size. Đấy, dạng bụng to bụng nhỏ là các bác đeo vừa hết luôn. Đấy, đây là quần thôi nhá, đây là quần này. Đó, quần rất chắc chắn luôn. Và tiếp theo là áo này. Đấy, áo màu xanh rất đặc trưng nhá. Đấy, ví dụ các bác đi trong trời tối mà người đối diện vẫn có thể quan sát được các bác không nhá. Đấy, dạng ánh sáng xanh phản quang, có phản quang luôn, nên các bác đi buổi tối cũng rất là an toàn. Đó, đây phần khóa kéo này, rồi là phần cài các thứ nhá, rất cẩn thận, làm rất cẩn thận bên trong nhá. Bên trong thì hai lớp luôn. Đấy, một lớp bên ngoài thì là lớp áo mưa chống nước này, bên trong thì giữ ấm quá nhá, giữ ấm, nên là ví dụ các bác đi vào mùa hè mùa đông thì hết luôn. Đấy, mùa hè thì
bác xài chức năng chống mưa, mùa đông thì các bác sử dụng làm áo chống rét thôi nhá, để đi ngoài đường rét mướt nhiều. Đây ở phần tay nó có bo chun này, đấy, nó rất là ôm tay luôn đó. Rồi cả cái phần đây này, cái phần co kéo này để các bác co nó vào để cho nó vừa với cái ống tay của bác nhá. Đấy, có cả phần chỉnh cỡ tay luôn. Đấy, nói chung là hàng rất là đẹp nhá, giày rất là chắn luôn, cả quần cả áo. Thì đây khi mà mặc lên các bác nhìn này, người mẫu mặc lên thì rất đẹp luôn. Đấy, cả quần cả áo nha, nhìn rất ok, kiểu dáng thể thao, trẻ trung năng động. Đấy, gọn gàng. Nói chung là các bác hay đi nhiều ngoài đường nên sắm một bộ này các bác, nên sắm một bộ này. Bình thường này các bác hay mua những cái bộ mà giá rẻ ấy, mà ví dụ như là những cái áo mưa choàng rất là lích kích mà hoạt động rồi là lái xe thứ là nhiều khi rất là mất an toàn. Đấy, chẳng may là áo mưa thứ là nó lòa xòa, nó quấn vào bánh xe thứ, rất nhiều những cái vụ đó rất là nguy hiểm. Đấy, các bác mua trong bộ này về gọn gàng, các bác đi xe đạp xe máy rồi là các thứ giờ nó cũng rất là ok, dễ điều khiển xe và nó an toàn nhé. Đấy, an toàn. Nói chung là hàng Tú Phong này thì có yên tâm về chất lượng rồi, giá của nó thì cũng bình dân thôi. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ áo mưa của Tú Phong nhá. Đấy, bộ áo mưa của Tú Phong kiểu dáng thể thao đẹp chất lượng, hàng VIP 1 nhá. Giá của nó hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 220k nhá, 220k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là một bộ áo mưa nha, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ áo mưa Tú Phong 220.000 một bộ áo mưa nha, bao ship tận nhà luôn. Đấy, cả quần và cả áo nữa, về là các bác chỉ việc xài thôi, rất là ok, đẹp lắm, chắc chắn lắm. Đây có cả tem của Tú Phong này, nó cực kỳ xịn luôn. Cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng rồi là các bác nhiều bác người thân quảng cáo nhau cũng rất cảm ơn các bác nhá. Đấy, nhiều bác người thân về mặc sẽ rất là thích quảng cáo cho nhau rồi là mua rồi. Đấy, cái con này là em quên giới thiệu, nó có cả mũ luôn nhá, mũ thì nó luồn về sau, nếu mà các bác không thích thì các bác có thể gạt đằng sau, còn không thì các bác muốn lấy mũ các bác mở cái này ra và các bác lôi cái mũ cho, của nó trong lên là xong. Đấy, có cả mũ Mỹ đầy đủ hết luôn các nhá. Và một bộ áo mưa của Tú Phong nhá, 100 xíu bác là 220k nhá, 220k một bộ bao ship tận nhà, bao gồm là cả quần và cả áo luôn các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ dao đức 3 cây này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đức 3 cây nhá, và em báo giá luôn. Bộ này tại em đang có giá là 130k bộ nhá, 130k một cái bộ dao đức 3 cây này. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đức các nhá. Đấy, 3 cây. Đấy, 3 cây hàng của Willing thôi nhá, 130.000 một cái bộ dao đức 3 cây nha. Đấy, chỉ 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ phải chăng? Đấy, logo Willing này, hình hai thằng người này. Đó, rất xịn sò. Sản phẩm này thì mới keo nguyên hộp luôn nhá. Đấy, mới keo nguyên hộp luôn. Về các bác có thể mua về làm quà này, biếu tặng này, mua về sử dụng cho em, rất là ok. Đấy, một set của nó 3 dao này. Đấy, dao chặt, dao thái có đủ cả luôn. Về bác nào mà dùng gia đình bộ này rất là hợp lý, rồi là mình sử dụng mang đi làm quà, biếu tặng rất đẹp luôn nhá. Đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, hàng của hãng nó về cái phần đóng gói thứ giờ nó cũng rất là cẩn thận, ngay từ khâu đóng gói rồi đấy cho đến sản phẩm đưa ra thị trường cho người tiêu dùng cũng rất là cẩn thận luôn. Đây, đầu tiên là một cái con dao chuyên lọc thái phi lê này. Đấy, đây logo Willing có dập là trên thân của sản phẩm nhá, phần vân gỗ làm thiết kế rất đẹp này, tay cầm có bo inox này. Đấy, đây tay cầm này nó rất vừa tay trường dao luôn, các bác dùng để lọc thái phi lê nhá, sắc lắm. Đấy, dòng này thì siêu sắc bén, dòng dao của Đức thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đó, một con chuyên để lọc thái này. Đấy, một cái con bản thái đấy, nhưng mà nó là dạng thái bản to nhá, thái bản to. Đấy, nhiều bác rất thích những con thái bản to này. Đấy, ví dụ các bác thái thịt bò thì biết cái thứ các bác xào này chăng. Đấy, nó là dạng thái bản to, vân gỗ này, logo Willing này. Đấy, thiết kế như kia luôn, nhưng có cái là con này là thái bản to. Đấy, và đi kèm cho các bác luôn một con nữa, đó là một cái cây dao chuyên để chặt có nhá. Đấy, các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là thái được luôn, con này được luôn. Đấy, rất ok, hàng cũng rất sắc bén nha, sắc lắm. Đấy, dòng này thì lưỡi siêu sắc luôn, thích cực kỳ. Đấy, cái này em đã dùng một bộ này rồi, dùng ưng lắm các bạn. Đấy thì một bộ 3 dao này. Đấy, mới nguyên hộp nha các bạn nhá, một con lọc thái này, một con thái bản to này, và một con chặt này, chuyên chặt này các bạn này. Đấy là 130.000 một bộ này các bạn nhá. Hàng của nó thì sẽ là mới keo nguyên hộp luôn. Đấy, mới keo nguyên hộp luôn nhá, hàng logo Willing này. Đấy, Willing hàng của Đức nhá, rất xịn sò chất lượng luôn, mới keo nguyên hộp. Bộ dao đức 3 cây nhá, bộ dao đức 3 cây 130.000 một bộ dao đức 3 cây này nhá, 130k. Ở Singapore, đấy hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em
là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò, ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thấy không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này. Cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi. 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k thôi nhá. 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nhá. 40k. Một típ này là 100 ml nhá. Đấy, một típ này là 100 ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà
Bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây, các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi. Thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào. Và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn. Nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa. Và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, các bác nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi. Nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn. Thì đây mới là chuẩn móc khóa các bác nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này, bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt, quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác
xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ có pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợt sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợt sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, à hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy nhìn rất là to rõ ràng các nhá. Đấy nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tắt đi cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ ra để các bác soi cái kính đúp này vào rất ok. Đấy soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn các bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính đúp có đèn trợ sáng nhá, kính đúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá. Kính cho bác mang rất là mới, rất là hay, đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhá. Đấy còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. À, hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên dùng, chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn, đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào. Đấy đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này, đấy các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ như cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào, đấy các bác gập nó vào rất là gọn gàng ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ.
Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái xem, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. À, 15k một chiếc phích cam gập nhá, 15k một chiếc. Hot này. Đó, rất nhiều bác hỏi thì hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái để hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó, bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp giòn cao su. Giòn cao su 200 cái này, 200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để cho bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhé. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy, 200 chi tiết nhá. Cái giòn này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này. Đấy, cần rất cần những cái giòn này để các bác thay thế này. Đấy, nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy, rất là ok. Mà cái giòn này rất là dai nhá. Đấy, nó không phải những dạng giòn thường. Đây giòn có nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Giòn cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Đấy, cái